Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 80. Một lão già hít sâu một hơi, Mộng Ly, cô xác định sao? Cậu ta thật sự là người của hoa tộc thượng cổ. Lê Mộng Ly khẳng định gật đầu, tôi đã cẩn thận điều tra, hẳn là sẽ không sai. Chuyện này, mấy người Vương Thần Cương, Kiếm Phá Thiên quay sang nhìn nhau, bây giờ phải làm sao đây? Hoa tộc là thân phận mang tội, quá đáng tiếc cho thiên phú của cậu nhóc này. Đã nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ mấy vị đại nhân kia còn muốn truy cứu hoa tộc sao? Tôi thấy không băng giấu giếm thân phận của cậu nhóc này, nhận cậu ấy vào học viện viễn cổ là được. Thế nhưng nhỡ may bị người phía trên biết. Mấy người thi nhau bàn luận, cực kỳ do dự. Cuối cùng, Vương Thần Cương cắn răng một cái, trong lòng hạ quyết tâm. Cái gì mà hậu duệ của hoa tộc thượng cổ chứ, Mộng Ly cô nói sai rồi. Hả, Tổng Viện Trưởng, Lê Mộng Ly sửng sốt. Vương Thần Cương mỉm cười, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là do mình tự quyết định. Một ông lão mặc áo xanh khó hiểu, Tổng Viện Trưởng có ý gì? Ánh mắt Vương Thần Cương ngưng tụ, chỉ cần chúng ta giấu giếm việc này cho cậu ấy, ai còn biết thân phận của cậu ấy được nữa. Mấy người liếc nhìn nhau, ông lão mặc áo xanh nhíu mày, nếu như bị người phía trên biết chúng ta bao che cho hoa tộc, chỉ sợ. Các vị, đã bao nhiêu năm rồi? Giọng nói của Vương Thần Cương vô cùng nặng nề, người đi ra từ học viện viễn cổ, tất cả đều biến thành nô bộc. Lúc học viện viễn cổ ở thời điểm huy hoàng nhất, những thiên tài đi ra từ nơi này đều có tiếng nói cực lớn ở huyền giới. Còn có thể tranh cao thấp với dòng dõi của những người ở phía trên kia. Nhưng từ sau khi hoa tộc bị hủy diệt, mặc dù mặt ngoài học viện viễn cổ vẫn hoàn toàn như trước đây. Nhưng tình huống những năm gần đây như thế nào, cũng không phải là mọi người không biết. Lão Phu nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Chắc chắn Lão Phu phải bảo vệ người này. Trước khi cậu ấy còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Một giây sau, ánh mắt của Vương Thần Cương trầm xuống, nếu như bất cứ kẻ nào ở đây dám tiết lộ thân phận của cậu ấy, đừng trách Lão Phu trở mặt không quen biết. Một luồng sát khí đập vào mặt. Tất cả mọi người ở đây đều run lên. Tổng viện trưởng luôn luôn hòa ái dễ gần, bọn họ chưa bao giờ thấy đối phương lộ ra loại sát ý lạnh như băng này cả. Bỗng nhiên, gào, một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Đám người Vương Thần Cương quay đầu, con người nhịn không được co vào một chút. Chỉ thấy ở sâu trong trận pháp, thế mà lại bộc phát ra một con huyết long. Mấy ngàn tia chớp đồng thời rơi xuống, trận pháp bao phủ khu nhà Diệp Bắc Minh và Chu Nhược Giai đang ở nổ tung ầm ầm. Kiếm Phá Thiên há miệng, thân thể già nua run nhẹ nhẹ, dị tượng này là... Có người đột phá. Độ kiếp, sốt cuộc là vị đế tôn nào đang độ kiếp. Ánh mắt Vương Thần Cương vô cùng nghiêm túc, trong khu nhà đó chỉ có hai người, không phải cậu Diệp thì chính là Chu Nhược Giai. Nhưng mà nhìn từ sự cường đại của khí tức này, chắc hẳn là cậu Diệp đang độ kiếp. Cái gì? Đám người vô cùng kinh ngạc. Ông lão mặc áo xanh hít sâu một hơi, run giọng mở miệng, không thể nào, cậu nhóc này mới là cảnh giới chúa tể mà. Động tĩnh mà độ kiếp dẫn tới thế mà không hề nhỏ hơn cảnh giới đế tôn. Vừa mở ra thiên môn, bây giờ độ kiếp lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cậu nhóc này muốn nghịch thiên sao? Mấy người kích động đến mức toàn thân phát run. Vương Thần Cương hít sâu một hơi, từ giờ trở đi. Nơi đây được đưa vào cấm địa ổ. Bất cứ kẻ nào cũng không được phép đặt chân đến đây, hơn nữa đây không phải là cậu Diệp đang độ kiếp. Mà là một vị lão tổ của học viện viễn cổ chúng ta đang độ kiếp, nhất định không thể tiết lộ tin tức cậu Diệp độ kiếp ra ngoài. Rõ. 2 giờ sau đó, toàn bộ học viện viễn cổ đều bị lôi kiếp mà Diệp Bắc Minh tăng cấp bao phủ. Vô số ánh mắt nhìn về phía phương hướng này, cực kỳ kinh thế hãi tục. Giờ phút này, trong một đan các ở cách đó mấy chục dặm. Dư Thiên Trung đứng chắp tay, chau mày nhìn xuyên qua cửa sổ về phía mây lôi kiếp kinh khủng trước mặt. Sốt cuộc là lão quái vật nào đang độ kiếp, vậy mà lại dẫn ra dị tượng huyết long. Ánh mắt Dư Thiên Trung lấp lóe, đầu tiên là có một yêu nghiệt tới, thế mà lại mở ra thiên môn. Bây giờ lại có một vị lão tổ đột nhiên độ kiếp, hôm nay học viện viễn cổ thật là náo nhiệt. Ánh mắt Sư Lãng nóng như lửa nhìn chòng chọc vào chỗ sâu trong lôi kiếp, một ngày nào đó, con sẽ còn mạnh hơn vị lão tổ này. Dư Thiên Trung vui vẻ cười một tiếng, có trăm thân thể long thai kia, cộng thêm luân hồi ấn ký trong cơ thể của bọn họ.
Lão Phu còn thiếu một dược liệu nữa thôi là đã có thể luyện chế bọn họ thành đan rồi. Cho đến lúc đó, toàn bộ huyền giới thậm chí cả thiên thần ở thần giới cũng không sánh bằng Connell. Ông nội, đây là sự thực sao? Dư Lãng vô cùng mừng rỡ. Đột nhiên, gào. Một tiếng rồng gầm dữ tợn vang lên, Dư Lãng bị dọa đến mức run rẩy một chút. Dư Thiên Trung nhíu mày, chỉ là một lôi kiếp mà lại khiến cháu sợ đến như vậy. Đây không phải là sự gan dạ mà người được trời chọn nên cói. Dư Lãng vội vàng giải thích, ông nội, không phải cháu sợ hãi lôi kiếp. Là do cháu đột nhiên nghĩ đến, lúc tên nhóc kia mở ra thiên môn, hình như cũng triệu hồi ra một con huyết long. Ông xem con huyết long lần độ kiếp này đi, sao cháu lại thấy cả hai có chút tương tự vậy? Ông nói xem liệu lôi kiếp này có liên quan gì đến tên nhóc kia không? Nghe thấy lời này, con người của Dư Thiên Trung co lại một chút. Ông ta nhanh chóng đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Một khí tức mang tính chất hủy diệt đập vào mặt. Cho dù là Dư Thiên Trung cũng phải sinh ra một cảm giác bất lực. Nhưng mà loại cảm giác này cũng khiến Dư Thiên Trung yên tâm và đỡ cảnh giác hơn nhiều. Ông ta nhẹ nhõm cười một tiếng, Lãng, cháu suy nghĩ nhiều rồi. Đây tuyệt đối là cảnh giới đế tôn đỉnh phong lôi kiếp, cho dù tên nhóc kia tự bạo cũng không làm ra được động tĩnh lớn như vậy. Dư Lãng như có điều suy nghĩ gật đầu, đúng thế. Ông ngoại, xảy ra chuyện lớn rồi, đúng lúc này, một thanh niên loạng choạng xông tới. Nhìn thấy dáng vẻ này của Hạng Cửu U, khuôn mặt già nua của Dư Thiên Trung hơi trầm xuống. Ông ta có hơn 100 đứa con gái, trong đó một người làm dâu nhà họ Hạng. Hạng Cửu U xem như là người có thiên phú khá tốt trong đông đảo đứa cháu ngoại của ông Tan. Đương nhiên, cháu ngoại vẫn kém xa cháu nội. Thân là thanh niên tuấn kiệt nằm trong top 100 huyền bảng, cháu xem dáng vẻ hoảng hốt đó của cháu kìa ồ. Dư Thiên Trung quát lớn, nếu để cho người ngoài nhìn thấy, về sau cháu còn đặt chân ra ngoài thế nào nữa? Hạng Cửu U sắp khóc, ông ngoại, xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Bắc Minh kia đã đến học viện viễn cổ. Cậu ta muốn giết cháu. Cháu nói cái gì? Dư Thiên Trung híp mắt lại, nhạy cảm thấy chuyện này không thích hợp, nói, tại sao cháu lại biết tên nhóc đó? Hạng Cửu U không dám giấu giếm, liền cẩn thận kể lại mọi chuyện ở vùng đất Thiên Tuyệt một lần. Sau khi nghe hắn ta nói một hơi, Dư Thiên Trung mới chợt hiểu ra. Thì ra là thế, bảo sao ông thấy cháu vừa về đến nơi đã giải trừ hôn ước với nhà họ Lê. Hóa ra là xảy ra chuyện này. Sao cháu lại không nói sớm? Hạng Cửu U bị dọa đến mức cả người run rẩy, quỳ trên mặt đất, ông ngoại, cháu cũng không biết tiểu xúc sinh kia dám. Đến tận học viện viễn cổ. Hơn nữa, cháu và mấy tông chủ thiên đạo tông, sát minh đã thề. Giấu kín chuyện này trong bụng, thế nhưng cháu vừa nhận được tin tức, tất cả những người đó đều chết rồi. Hạng Cửu U điên cuồng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hắn ta quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, ông ngoại, tốc độ tiểu xúc sinh này tăng cấp quá nhanh. Ban đầu ở vùng đất Thiên Tuyệt, cậu ta mới ở cảnh giới siêu phàm, thế mà bây giờ đã là cảnh giới chúa tể. Từ đó đến nay còn chưa được 3 tháng nữa ồ. Cái gì, không đến 3 tháng đã từ cảnh giới siêu phàm đến cảnh giới chúa tể. Dư Thiên Trung hoàn toàn kinh ngạc. Dư Lãng ở bên cạnh cũng hít sâu một hơi, vọt tới trước người Hạng Cửu U. Sau đó túm chặt lấy cổ áo hắn ta, tất cả những chuyện này đều là thật sao? Thật, là thật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạng Cửu U điên cuồng gật đầu, tôi đã từng thấy tên nhóc kia ra tay, vừa ra tay đã có huyết long gào thét. Rất giống với huyết long trong độ kiếp ngoài kia ồ. Hơn nữa tên nhóc tên là Diệp Bắc Minh này còn là của Dư Nghiệt Hoa tộc thượng cổ. Cái gì? Thân thể già nua của Dư Thiên Trung chấn động. Vèo. Bóng người lóe lên, Dư Thiên Trung vọt tới bên cạnh cửa sổ lần thứ ba, nhìn chòng chọc vào con huyết long ở ngoài mấy chục dặm kia. Một giây sau, ông ta khoát tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một quyển trục cổ xưa. Ông ta mở ra xem, một con hắc long xoay quanh 9 tầng trời, dữ tợn nhìn xuống phía dưới. Dư Thiên Trung còn muốn so sánh một chút xem hắc long và huyết long có chỗ nào tương tự. Ông ta lại ngẩng đầu nhìn lên. Lôi kiếp đã biến mất. Rốt cuộc có phải cậu ta hay không? Khóe mắt Dư Thiên Trung gần như nứt ra, dữ tợn nhìn chằm chằm vị trí huyết long biến mất. Dư Lãng giật nảy mình,
hắn ta chưa bao giờ thấy ông nội lộ ra vẻ mặt này, ông nội, làm sao vậy? Đôi mắt của Dư Thiên Trung đỏ như máu, mang theo hàn ý vô tận, đây là một quyển trục do tổ tiên nhà họ Dư để lại, nhà họ Dư chúng ta là từ thần giới chạy nạn đến huyền giới. Trước khi tổ tiên chạy nạn đã từng nhờ một vị thiên thần ở thần giới xem bói. Lúc ấy khí vận của nhà họ Dư vẫn chưa hết, nhưng ngày sau nhất định phải đề phòng một người có thể triệu hoán Hắc Long. Hắc Long. Trên mặt Dư Lãng tràn đầy khó hiểu. Dư Thiên Trung gật đầu, không sai. Người này rất có thể sẽ hoàn toàn hủy diệt nhà họ Dư. Huyết mạch không còn. Huyết mạch không còn, cả người Dư Lãng run lên, hít sâu một hơi. Ai ông nội, không nghiêm trọng như vậy chứ. Hơn nữa chuyện này thì có liên quan gì đến Diệp Bắc Minh? Dư Thiên Trung gật đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Nhưng trên mặt ông ta vẫn có hàn ý nồng đậm, huyết long và hắc long, đúng là không giống nhau lắm. Nhưng vừa rồi Cửu U nói kẻ này đến từ hoa tộc thượng cổ. Mà đồ đăng của hoa tộc thượng cổ chính là một con hắc long hỗn độn. Điều này rất khó khiến lão phu không thể không liên tưởng bọn họ với nhau. Nhưng cho dù như thế nào, cho dù là trăm thân thể long thai kia, hay là tên nhóc này có khả năng tiềm ẩn uy hiếp. Cậu ta đều phải chết, hậu duệ của hoa tộc thượng cổ, có thể lợi dụng được thân phận này có thể một chút. Cùng lúc đó, nhà họ Mạc. Ông nội. Mạc Đình Đình mở ra huyền bảng mới nhất, lập tức hét lên một tiếng. Sao vậy? Mạc Phong Hành nhanh chóng đi tới. Mạc Đình Đình đưa tay chỉ vào một vị trí trên huyền bảng, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Ông. Ông mau nhìn kìa. Mạc Phong Hành nhìn về phía huyền bảng, thân thể già nua cũng chấn động, làm sao có thể. Chỉ thấy, một cái tên quen thuộc vốn dĩ đã không thể xuất hiện, thế mà lại rơi vào vị trí thứ 30 của huyền bảng. Diệp Bắc Minh, cảnh giới động hư sơ kỳ. Hạng 30 huyền bảng. Làm sao có thể. Mạc Phong Hành hoàn toàn ngây ra, hít sâu một hơi, không phải cậu ta đã chết sao? Làm sao có thể còn sống được? Mạc Đình Đình nuốt nước miếng, ông nội, có phải là huyền bảng đã sai rồi không? Tuyệt đối không có khả năng, huyền bảng được điêu khắc từ một tảng đá hỗn độn. Bị. Mạc Phong Hành quay người, đi về phía một mật thất nhà họ Mạc. Đi đến cửa vào mật thất, hai lão già ngăn Mạc Phong Hành lại, lệnh bài. Mạc Phong Hành khoát tay, lấy ra một cái lệnh bài màu đen. Hai người lập tức để ông cháu đi qua, cứ như vậy. Sau khi đi qua 7-8 cửa ải. Cuối cùng, ông cháu hai người đã tới chỗ sâu nhất mật thất nhà họ Mạc. Nơi này giống tuếch, rộng khoảng hơn 10.000 mét vuông. Một cái bia đá màu đen giống như mộ bia đứng vững ở đây. Tấm bia đá này không cao, chỉ khoảng 3 mét. Phía trên lít nha lít nhít hơn chục ngàn cái tên. Mạc Đình Đình hô hấp dồn dập, ông nội, đó là huyền bảng sao? Mạc Phong Hành nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt không thể đời đi nữa ồ. Ông ta nhìn chằm chằm vào cái tên ở vị trí 30 của huyền bảng. Quá đột ngột. Những người có thể lọt vào top 30 của huyền bảng gần như đều là đế cảnh. Chỉ có một mình Diệp Bắc Minh là cảnh giới động hư. Bỗng nhiên, Mạc Phong Hành hét lớn một tiếng, đình đình, rạch đứt lòng bàn tay, vẩy máu của cháu lên trên huyền bảng đi. Hả? Mạc Đình Đình sửng sốt. Đừng hỏi vì sao. Cứ làm theo, Mạc Phong Hành khẽ quát một tiếng. Vâng, ông nội. Mạc Đình Đình không dám thất lễ, lấy một con dao găm ra cứa rách lòng bàn tay. Máu tươi nóng bỏng bắn ra, vẩy vào phía trên huyền bảng. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, trong nháy mắt máu tươi và huyền bảng tiếp xúc đã hóa thành một đống xương máu. Xương máu xoay tròn, huyền bảng vốn dĩ màu đen trong nháy mắt đã trở nên đỏ bừng, cực kỳ lộng lẫy. Gào. Cũng đúng vào lúc này, xương máu ngưng tụ thành một con huyết long lượn quanh huyền bảng. Một giây sau, huyết long tiêu tán ầm ầm, xương máu hóa thành hư ảnh một thanh niên. Người này cực kỳ cao lớn, thế mà lại đứng ở trên đỉnh huyền bảng, giống như là quân vương nhìn xuống ông cháu hai người. Ai cậu Diệp? Mạc Đình Đình bịt chặt cái miệng nhỏ, rung động nhìn một màn này. Mạc Phong Hành kích động đến mức cả người phát run, siết chặt nắm đấm. Ngày này cuối cùng đã tới. Mạc Phong Hành quỳ rạp xuống đất bịch một tiếng, đình đình, còn không mau quỳ xuống. Đây chính là chỉ ấn mà tổ tiên nhà họ Mạc để lại cho chúng ta, quả nhiên chính là cậu Diệp. Cậu ấy có thể dẫn dắt nhà họ Mạc chúng ta quay về thần giới.
Trong đôi mắt đẹp của Mạc Đình Đình toàn là vẻ kinh ngạc và chấn động, ông nội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong phòng, Chu Nhược Giai tỉnh lại. Một cánh tay cường tráng rắn chắc đang luồn qua nách cô ấy, nắm chặt lấy lồng ngực của cô ấy. Mà cô ấy thì đang yếu ớt nằm trong lòng một người đàn ông. Diệp Bắc Minh lộ ra một nụ cười, em đã tỉnh rồi à? Gương mặt xinh đẹp của Chu Nhược Giai ửng đỏ, ngượng ngùng gật đầu ừm. Cảm giác như thế nào, Diệp Bắc Minh hỏi. Chu Nhược Giai vô cùng thẹn thùng, cái đầu nhỏ chôn trong ngực Diệp Bắc Minh, ai nha, mắc cỡ chết người ta rồi. Nào có người hỏi như vậy? Cô ấy cắn một cái lên trên vai Diệp Bắc Minh. Ai bảo anh bắt nạt em? Đương nhiên chút sức lực ấy không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào với Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mỉm cười, anh đang hỏi thương thế của em thế nào rồi? Chu Nhược Giai hừ nhẹ một tiếng, chỉ biết bắt nạt em. Đột nhiên, cô ấy kinh ngạc phát hiện, tất cả công lực của em biến mất rồi. Diệp Bắc Minh có chút xấu hổ, anh không cẩn thận nên đã hút khô lực lượng trong cơ thể em rồi. Cho nên anh cũng đã đột phá thành công, tiến vào cảnh giới động hư. Chu Nhược Giai sững sờ, hả? Nói như vậy em không còn thực lực võ đạo nữa sao? Sau một lúc mất mát ngắn ngủi, cô ấy khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt, về sau không cần đi theo đạo vô tình nữa. Diệp Bắc Minh nghĩ liệu có nên tìm một vài công pháp cho phụ nữ để Nhược Giai học tập hay không? Đột nhiên, trong đầu Diệp Bắc Minh vang lên một âm thanh, cậu nhóc, cậu vào đây một chút. Băng Phách tiền bối, trong lòng Diệp Bắc Minh hơi động. Anh suy nghĩ một cái, thần hồn tiến vào bên trong nghĩa địa hỗn độn. Một giây sau, trên bầu trời nghĩa địa hỗn độn vang lên một tiếng thét a. À, tên nhóc khốn kiếp, cậu làm gì vậy? Sao thế? Diệp Bắc Minh khó hiểu. Thần hồn của Băng Phách biến mất, mặc quần áo của cậu vào. Diệp Bắc Minh cúi đầu xem xét, không nhịn được co rúm khóe miệng. Rốt cuộc anh đã biết vì sao Băng Phách lại phản ứng lớn như vậy rồi. Trời ạ, quần áo của tôi đâu? Ha 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 ha. Tiếng cười của thần chủ tuyệt thế vang lên từ bên trong bia mộ, nhóc con, nghĩa địa hỗn độn là một thế giới hỗn độn. Mặc dù chỉ là đưa thần hồn của con vào đây, nhưng con ở bên ngoài là trạng thái gì thì tiến vào trong này cũng là trạng thái đó. Nói xong, thần chủ tuyệt thế dừng lại một chút. Thằng nhóc thúi, vốn liếng cũng không tệ. Khó trách có nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy. Diệp Bắc Minh đỏ ửng cả mặt. Anh suy nghĩ một cái, một bộ quần áo xuất hiện trên người. Băng Phách tiền bối, thật ngại quá, bây giờ đã không thành vấn đề rồi. Sau một lát, mộ bia của Băng Phách lấp lóe. Một bóng người xinh đẹp hiện lên ở trước mắt. Trong đôi mắt mang theo sát ý lạnh như băng, lạnh lùng liếc Diệp Bắc Minh một cái, nhóc con, nếu còn có lần sau nữa, tôi cam đoan sẽ khiến cậu không thể làm đàn ông được nữa. Diệp Bắc Minh tự biết đối lý, không tranh luận với cô ta. Anh trực tiếp nói sang chuyện khác, Băng Phách tiền bối. Cô tìm tôi có chuyện gì? Giọng nói của Băng Phách ngưng tụ, nhóc con, hai vị sư tỷ của cậu hình như đã xảy ra chút dị trạng. Thần hồn của hai người đó đã rời khỏi thân xác quá lâu, mặc dù tôi có thể duy trì máu thịt của các cô ấy, để thân thể không xấu đi trong một khoảng thời gian. Nhưng tình huống bây giờ đã bắt đầu trở nên không ổn rồi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh biến hóa. Thần hồn của bát sư tỷ và thập sư tỷ đang ở trong tay chủ luân hồi. Bởi vì có Băng Phách trợ giúp, thân xác của hai người mới có thể tạm thời được bảo tồn. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh gấp rút hỏi. Băng Phách khoát tay, mộ bia của cô ta chậm rãi rời đi. Dưới mặt đất hiện ra hai người phụ nữ xinh đẹp bị huyền băng đông cứng, chính là bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ và thập sư tỷ Vương Như Yên. Tôi đã dùng vạn niên huyền băng đông cứng thân xác của các cô ấy. Lại dùng thần hồn của tôi tạm thời bảo vệ thân xác của hai người. Theo lý mà nói, hẳn là không thể xảy ra sai sót gì mới đúng. Nhưng mà, thi thể của các cô ấy đã bắt đầu xuất hiện đốm. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Băng Phách chỉ, anh nhíu mày, rốt cuộc là đã sai sót ở chỗ nào? Băng Phách trầm mặc. Diệp Bắc Minh cảm thấy không thích hợp, Băng Phách tiền bối, cô biết nơi nào có vấn đề đúng không? Băng Phách khẽ gật đầu, Diệp Bắc Minh. Tôi có thể nói cho cậu. Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, tiền bối, xin mời cô nói. Giọng nói của Băng Phách vang lên, tôi có thể bảo vệ được thân xác của các cô ấy,
là bởi vì mặc dù thần hồn của các cô ấy bị tách ra khỏi thân xác, nhưng ít nhất giữa thân xác và thần hồn vẫn còn có một chút liên hệ. Thế nhưng bắt đầu từ không lâu trước đó, liên hệ giữa thân xác và thần hồn của các cô ấy đã hoàn toàn biến mất. Cái gì? Diệp Bắc Minh giật nảy cả mình, đôi mắt lập tức đỏ lên, tiền bối, cô có ý gì? Băng Phách nghiêm túc nói ra, đây cũng là nguyên nhân tôi bảo cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt, tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, thần hồn của các cô ấy đã hoàn toàn bị chôn vùi. Thứ hai, thần hồn của các cô ấy đã rời khỏi thế giới này. Cho dù là loại khả năng nào, xác suất có thể tìm lại thần hồn của các cô ấy cực kỳ bé nhỏ. Cả người Diệp Bắc Minh run lên. Anh không thể nào tiếp thu được sự thật này, tiền bối, không có loại khả năng thứ ba sao? Băng Phách lắc đầu, không có. Thân xác của các cô ấy sẽ từ từ thi biến, cuối cùng hoàn toàn hư thối. Chỉ khi nào bảo vệ được cơ thể của các cô ấy, có lẽ ngày sau còn có một cơ hội. Diệp Bắc Minh siết chặt năm đấm, Băng Phách tiền bối, có biện pháp nào có thể bảo vệ được cơ thể của các sư tỷ tôi không? Có. Băng Phách khẳng định gật đầu, năm đó tôi đã từng tìm được một long mạch thuộc tính băng ở vùng đất cực Bắc. Tôi đã phong ấn long mạch đó lại, sau đó thành lập băng cực cung ở nơi phong ấn. Dùng long tủy ở long mạch này có thể để hai vị sư tỷ của cậu vĩnh viễn duy trì thanh xuân. Diệp Bắc Minh nhướng mày, cô tốt bụng giúp đỡ tôi như vậy ư? Băng Phách không hề giấu giếm, bình tĩnh mở miệng, đây chỉ là phần tôi giúp đỡ cậu thôi, cậu cũng cần giúp tôi. Ồ, cô nói đi. Diệp Bắc Minh nhìn Băng Phách một chút. Băng Phách gọn gàng dứt khoát, tôi cần long thai chỉ của cậu để ngưng tụ thân xác máu thịt cho tôi. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ. Còn không đợi anh mở miệng, Băng Phách lại nói, nếu dùng long thai chỉ ngưng tụ thân xác máu thịt, tôi sẽ có thể sống lại. Đến lúc đó tôi sẽ rời khỏi nghĩa địa hỗn độn, từ đây chúng ta đường ai người ấy đi. Thành giao. Sau khi rời khỏi nghĩa địa hỗn độn, Diệp Bắc Minh lập tức liên hệ tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tiểu tháp, lời Băng Phách nói có thể tin được mấy phần. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, không có vấn đề gì. Được, Diệp Bắc Minh chậm rãi mở mắt ra. Chu Nhược Giai đang dựa sát vào trong lòng anh, một cái tay đang nghịch cần gạt. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh tỉnh lại, khuôn mặt của Chu Nhược Giai đỏ lên. Vội vàng dừng tay, anh tỉnh rồi à, làm sao lại đột nhiên ngủ thiếp đi vậy? Chu Nhược Giai mỉm cười xấu xa, có phải là quá mệt mỏi hay không? Diệp Bắc Minh có chút nghiêm túc, Nhược Giai, có lẽ anh phải đến băng cực cung một chuyến. Anh lập tức kể chuyện của hai vị sư tỷ, còn có chấm vị sư phụ ra. Sau khi giảng giải tỉ mỉ, Chu Nhược Giai nghe xong lập tức ngồi dậy, nghiêm trọng như vậy sao? Em đi chung với An Hy. Diệp Bắc Minh lắc đầu, em hãy ở lại học viện viễn cổ, còn phải giúp anh làm một chuyện. Được, chuyện gì anh nói đi, Chu Nhược Giai nghe lời gật đầu. Diệp Bắc Minh nhíu mày, chú ý động tĩnh của Dư Thiên Trung và Dư Lãng, thân xác trăm vị sư phụ của anh đang ở trong tay bọn họ. Trước khi anh chưa trở về, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu muốn luyện đan, nhất định Dư Thiên Trung sẽ phải chuẩn bị. Chắc hẳn trăm vị sư phụ sẽ tạm thời an toàn. Được rồi ông xã. Chu Nhược Giai nghiêm túc gật đầu. Một tiếng sau. Hai người tay nắm tay, đi ra từ trong viện. Khí tức trên người Diệp Bắc Minh đã tới cảnh giới động hư. Lại nhìn Chu Nhược Giai, công lực toàn thân đã hoàn toàn biến mất. Hai hàng lông mày của thiếu nữ giãn ra, trên người có thêm phong thái của thiếu phụ. Lê Mộng Ly có chút mất mát, bọn họ đã làm chuyện kia đi. Đám người Vương Thần Cương đi ra chào đón đầu tiên, nhóc con giỏi lắm, dị tượng lôi kiếp tăng cấp vừa rồi là cậu gây ra đúng không? Là tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Mấy vị viện trưởng liếc nhìn nhau. Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng ánh mắt bọn họ vẫn không nhìn được co vào một chút. Vương Thần Cương nhắc nhở, cậu Diệp, chúng tôi đã tuyên bố với bên ngoài. Đây là một vị lão tổ của học viện viễn cổ độ kiếp gây ra dị tượng, cậu hiểu ý của chúng tôi chứ? Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ. Thế mà những người này lại chủ động giấu giếm dị tượng do độ kiếp gây ra thay anh ư? Hiển nhiên, đây là không muốn anh gặp phiền phức. Anh lập tức chắp tay, cảm ơn ý tốt của các vị tiền bối. Kiếm Phá Thiên cười ha ha, từ giờ trở đi, cậu có thể thoải mái sử dụng toàn bộ tài nguyên tu luyện của học viện viễn cổ. Nếu trên võ đạo có cái gì không hiểu, đều có thể hỏi chúng tôi. Đúng rồi,
Tôi tên là Kiếm Phá Thiên, vô địch trong tài nghệ kiếm đạo. Tôi tên là Trương Tuyệt Long, có vấn đề gì về thần hồn đều có thể tìm tôi, ông lão mặc áo xanh tiến lên một bước. Tần Bách Hùng, người đứng số một về trận pháp ở học viện Viễn Cổi. Một lão già nhìn có chút ngoan cố ngạo nghễ nói. Vương Thần Cương, Tổng viện trưởng học viện Viễn Cổi Vương Thần Cương khẽ gật đầu, cuối cùng mới mở miệng. Sắc mặt mấy ông lão đều đỏ ửng, kích động nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Sâu trong đôi mắt già nua là một vẻ chờ mong, cũng không phải là kiểu nhìn thiên tài tuyệt thế, ngược lại càng có cảm giác giống như trưởng bối trong gia tộc nhìn vãn bối vậy. Diệp Bắc Minh có chút khó hiểu, các vị tiền bối, vì sao lại coi trọng tôi như thế? Chẳng lẽ chỉ bởi vì tôi mở ra thiên môn ư? Vương Thần Cương mỉm cười gật đầu, mở ra thiên môn là một mặt, còn có cậu là. Thôi, về sau nhóc con sẽ rõ. Đúng rồi, về sau cũng không được nói cậu là người của hoa tộc. Nhớ lấy, đặc biệt là ở học viện Viễn Cổ, tất cả những thông tin về cậu trước đây, chúng tôi đều sẽ xóa hết đi cho cậu. Từ giờ trở đi, không còn ai biết cậu là người của hoa tộc thượng cổ. Diệp Bắc Minh sững sờ, tiền bối. Nhóc, chúng tôi làm điều này vì muốn tốt cho cậu, khuôn mặt già nua của Vương Thần Cương nghiêm lại. Nếu là ngày thường, Diệp Bắc Minh chắc chắn không chịu nể mặt. Thế mà hôm nay anh lại yên lặng gật đầu, đồng ý. Anh thực sự có cảm giác thân thiết với mấy lão già mới gặp mặt lần đầu này. Đúng rồi, chư vị tiền bối, vẫn còn một việc nữa. Trăm vị sư phụ của tôi. Diệp Bắc Minh giải thích tình huống của trăm vị sư phụ. Sư Thiên Trung. Mấy người họ nhướng mày, ông ta thế mà không màng quy định của học viện Viễn Cổ, dám dùng người sống để luyện đan. Tần Bách Hùng hừ lạnh, lão già này lại có thể làm ra loại chuyện trái ý trời như vậy. Lão phu phải tìm ông ta hỏi thăm rõ ràng mới được. Từ từ đã. Vương Thần Cương cản lại, giờ ông đến hỏi thì tôi dám chắc ông không hỏi ra cái gì. Ngộ nhỡ Dư Thiên Trung phát rồ, tặng ông một quả chết không có chứng cứ thì làm thế nào? Cách tốt nhất là tìm được tung tích của trăm vị sư phụ của nhóc Diệp, chúng ta lấy được cả nhân chứng vật chứng. Tần Bách Hùng dừng lại. Vương Thần Cương nhìn về phía Diệp Bắc Minh, nhóc Diệp, cậu yên tâm, dù không phải là trăm vị sư phụ của cậu. Mà là 100 người bình thường, học viện Viễn Cổ chúng tôi cũng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra. Chuyện này giao cho chúng tôi. Nhất định sẽ làm trăm vị sư phụ của cậu nguyên vẹn xuất hiện trước mặt cậu. Diệp Bắc Minh khẽ dừng lại, cảm ơn chư vị tiền bối. Vãn bối còn một việc riêng, muốn đi một chuyến đến Băng Cực Cung. Vương Thần Cương nhẹ gật đầu, có cần chúng tôi trợ giúp không? Diệp Bắc Minh suy nghĩ, không cần, tự tôi đi là được. Vương Thần Cương ngẫm nghĩ, đưa tay ném ra một lệnh bài. Diệp Bắc Minh thuận tay nắm chặt. Lệnh bài trong tay vô cùng nặng nề. Trên đó khắc đồ đằng của học viện Viễn Cổ. Hả, đây là Lê Mộng Ly nhìn tấm lệnh bài này, sợ hãi che lại miệng. Đôi mắt đẹp trừng lớn, trong mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài. Tiền bối, lệnh bài này là... Thấy biểu cảm của Lê Mộng Ly, Diệp Bắc Minh cũng biết lệnh bài này không tầm thường. Vương Thần Cương khẽ cười, đây là lệnh bài của Tổng viện trưởng học viện Viễn Cổ, thấy lệnh bài như thấy bản thân tôi. Gặp phải phiền phức không thể giải quyết. Lại không muốn dùng sức mạnh. Dùng nó là được. Được. Diệp Bắc Minh không hề khách sáo. Sau khi rời khỏi học viện Viễn Cổ, anh đi về phía Băng Cực Cung. Đi hơn 10 dặm, hai bóng người ngăn cản anh lại. Khoảnh khắc thấy hai người này, Diệp Bắc Minh nhướng mày, là các người. Là hai ông cháu Mạc Phong Hành, Mạc Đình Đình, mặc dù mọi người không gặp nhau. Nhưng ở trong nhiều trường hợp, Diệp Bắc Minh đều nhận ra sự tồn tại của hai người. Bịch, điều khiến anh ngoài ý muốn, chính là Mạc Phong Hành lại quỳ xuống mặt đất, lão nô Mạc Phong Hành tham kiến chủ nhân. Chủ nhân, Diệp Bắc Minh giật nảy mình. Mạc Đình Đình cũng vô cùng kinh ngạc, ông nội, ông làm gì vậy? Mạc Phong Hành khẽ quát, Đình Đình, quỳ xuống cùng với ông. Dạ, trong lòng Mạc Đình Đình biết, ông nội đột nhiên quỳ xuống có liên quan với Huyền Bảng. Diệp Bắc Minh nhíu mày, lão tiên sinh, ông có ý gì? Tôi không có hứng thú nhận các người làm người hầu. Mạc Phong Hành ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười, cậu Diệp, chúng tôi đã đợi cậu bên ngoài học viện Viễn Cổ suốt một ngày một đêm. Cậu đừng gấp gáp từ chối ngay, chờ sau khi cậu biết hết thảy rồi làm quyết định cũng không muộn.
Diệp Bắc Minh lắc đầu, xin lỗi, tôi đang gấp. Nói xong, anh trực tiếp vượt qua hai ông cháu. Lao về phía băng cực cung. Băng phách nói cho anh biết, chỉ có thời gian 3 ngày. Anh không có thời gian để lãng phí. Mặc Phong Hành nôn nóng, hô to với bóng lưng của Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, dù chuyện này có liên quan đến thánh vật của hoa tộc. Cậu cũng không quan tâm sao? Diệp Bắc Minh vừa mới xông ra vài trăm mét. Nghe được lời này, thân thể anh chấn động. Anh dừng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn Mặc Phong Hành, ông nói cái gì? Mặc Phong Hành nghiêm mặt, cậu Diệp, nơi này không thích hợp nói chuyện. Xin cậu đi theo tôi. Nửa giờ sau, Mặc Phong Hành dẫn Diệp Bắc Minh đi vào trong một vùng sơn cốc. Một trận pháp cỡ nhỏ xuất hiện trước mắt, Mặc Phong Hành bước một bước vào trong trận pháp, cậu Diệp, mời đến. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc. Rốt cuộc là điều gì khiến Mặc Phong Hành chỉnh trọng như vậy? Anh suy tư, cũng bước vào bên trong pháp. Đình Đình, cháu canh giữ ở bên ngoài. Ngay khi Mặc Đình Đình cũng muốn tiến vào trận pháp, Mặc Phong Hành chợt lên tiếng. Dạ. Mặc dù Mặc Đình Đình không quá tình nguyện, nhưng vẫn thành thật làm theo. Mặc Phong Hành đóng cửa trận pháp. Lúc này Diệp Bắc Minh mới phát hiện, bên trong trận pháp là một viện nhỏ. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ. Cái gì nên có đều có. Mặc Phong Hành mời Diệp Bắc Minh ngồi trong một cái đình, lại lần nữa quỳ trên mặt đất. Mặc Phong Hành, gia chủ đời thứ 381 của nhà họ Mặc, tham kiến chủ nhân. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nhìn ông ta, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặc Phong Hành cung kính đáp lời, rõ nhà họ Mặc tôi vốn là tôi tớ của nhà họ Diệp hoa tộc. Sau khi hoa tộc hủy diệt, con cháu nhà họ Diệp cũng thất lạc khắp nơi. Nhà họ Diệp sớm đã suy nghĩ kỹ hết thảy, để nhà họ Mặc chúng tôi mang theo thánh vật hoa tộc mai danh ẩn tích. Chờ đời sau của hoa tộc trở về. Tổ tiên nhà họ Diệp đã từng tiên đoán, nhà họ Diệp sẽ có một vị con cháu mang theo huyết long mạnh mẽ trở về. Hôm nay, chủ nhân cậu cuối cùng cũng xuất hiện, nghe Mặc Phong Hành nói. Diệp Bắc Minh khẽ sửng sốt. Sao lời này nghe giống chuyện kể đêm khuya vậy? Anh nhướng mày, Mặc lão tiên sinh, ông đang không nói đùa chứ? Tổ tiên nhà họ Diệp, lại còn thánh vật hoa tộc. Chẳng lẽ thánh vật của hoa tộc ở ngay tại nhà họ Mặc? Mặc Phong Hành ngưng trọng gật đầu, chính xác. Thánh vật của hoa tộc đang ở ngay nhà họ Mặc, để che giấu tai mắt người khác. Nhà họ Mặc chúng tôi sửa lại tên của thánh vật hoa tộc huyền bảng. Cái gì? Lần này, Diệp Bắc Minh hoàn toàn không bình tĩnh, thánh vật của hoa tộc chính là huyền bảng. Chuyện gì vậy? Mặc Phong Hành giải thích, cậu Diệp, có thể là do tôi chưa giải thích rõ ràng. Thánh vật của hoa tộc là một tảng mẫu thạch hỗn độn, thứ này vô cùng đặc thù. Nó có thể cảm ứng được thực lực của toàn bộ người trẻ tuổi dưới 1.000 tuổi tại huyền giới, sau đó nhà họ Mặc chúng tôi sẽ liệt kê xếp hạng này thành một danh sách. Đặt tên là huyền bảng. Diệp Bắc Minh còn chưa nói chuyện. Âm thanh kích động của tháp càn khôn chấn ngục đã vang lên trước đủ mẹ. Mẫu thạch hỗn độn, thật hay giả? Lần đầu tiên Diệp Bắc Minh thấy tháp càn khôn chấn ngục kích động như thế. Tiểu tháp, sao vậy? Một giây sau, Diệp Bắc Minh khiếp sợ phát hiện, vị trí trái tim chợt chấn động. Hoa văn hình một tòa tháp nhỏ khẽ run lên. Tháp càn khôn chấn ngục truyền giọng đến, nhóc, mẫu thạch hỗn độn sinh ra cùng thiên địa sơ khêu. Nó có thể biến đổi thành vạn vật trong thế gian, thứ đồ chơi này bản tháp chỉ nghe nói qua, chứ chưa từng gặp được. Nếu như thánh vật của hoa tộc thật sự là một tảng mẫu thạch hỗn độn, cũng khó trách người của thần giới muốn đuổi giết hoa tộc. Tất cả đều có thể giải thích được. Chuyện này chẳng khác gì việc một người bình thường lấy được ngọc tỷ truyền quốc, hoàng đế có thể không đuổi giết sao? Diệp Bắc Minh nhướng mày, một tảng đá vụn mà thật sự lợi hại như vậy. Đùi tháp càn khôn chấn ngục trực tiếp chửi tục, một tảng đá vụn. Con mẹ nó, cậu biết tảng đá kia có ý nghĩa như thế nào không? Chỉ cần cậu muốn, nó có thể khiến cậu đứng ở vị trí bất bại. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích, tiểu tháp, nếu tôi dùng mẫu thạch hỗn độn giúp ông tái tạo thân thể thì sao? Đụ mẹ! Tháp càn khôn chấn ngục kích động vô cùng, nhóc, mẹ nó, cậu nói thật à? Nếu cậu có thể làm được chuyện này, thần giới thì tính là cái thá gì? Thân quốc hỗn độn, rồi thế giới bản nguyên gì gì đó, bản tháp đều có thể lật mẹ cho cậu luôn. Trong thiên hạ, cậu chính là vị vua duy nhất. Hai mắt Diệp Bắc Minh nhíu lại, tiểu tháp, ông nhắc đến thần quốc hỗn độn, thế giới bản nguyên là cái gì?
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục biết mình nói lỡ miệng, nhanh chóng nói sang chuyện khác, khụ khụ. Không có gì. Kích động thì kích động, nhưng bản tháp vẫn chưa tin. Thế giới này có mẫu thạch hỗn độn. Diệp Bắc Minh nhìn lướt qua Mạc Phong Hành, có phải thật hay không, đi xem một chút liền biết. Đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng hô kinh ngạc của Mạc Đình Đình, các người là ai? Mau tránh ran. À, các người muốn làm gì? Đình Đình gặp nguy hiểm. Sắc mặt Mạc Phong Hành biến đổi, nhanh chóng phóng ra bên ngoài trận pháp. Diệp Bắc Minh đi theo sau, bước ra khỏi trận pháp. Trước mặt anh đứng tầm 10 người. Cầm đầu là một thanh niên đang đứng chắp tay, trên người mang hơi thở lười biếng nhàn tản. Sau lưng gã ta có hai lão già cảnh giới đế. Khoảnh khắc bước ra khỏi trận pháp, Diệp Bắc Minh chỉ hơi nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ là cảnh giới động hư sơ kỳ liền lập tức không còn hứng thú. Đình Đình. Mạc Phong Hành thấy Mạc Đình Đình bị đối phương bắt thì khuôn mặt già nua ngập tràn lo lắng, chư vị, lão phu Mạc Phong Hành. Chính là người của nhà họ Mạc, đây là cháu gái Mạc Đình Đình của tôi. Không biết đắc tội các vị chỗ nào, còn xin chư vị rộng lòng tha thứ. Xem như nhà họ Mạc tôi kết giao chư vị làm bạn bè. Đối phương có hai cảnh giới đế, rõ ràng không phải người bình thường. Mạc Phong Hành không dám khinh thường, dứt khoát trực tiếp biểu lộ thân phận. Lùi một bước mà nói, nhà họ Mạc nổi tiếng với các loại bảng trong huyền giới. Thần bí và ít xuất hiện. Mấy người này hẳn là sẽ nể tình. Nhà họ Mạc. Mấy người kia rõ ràng cũng hơi sửng sốt, hai lão già cảnh giới đế hơi nhíu mày, rồi giãn ra. Thanh niên lười biếng ngáp một cái, nhà họ Mạc tuyên bố huyền bảng hả? Đúng vậy. Mạc Phong Hành không kiêu ngạo không xiểm nịnh gật đầu. Ngay lúc ông ta tưởng đối phương sẽ thả Mạc Đình Đình. Thanh niên lười biếng cười xấu xa, cái này ấy hả? Tôi tưởng ông có lai lịch gì, muốn hù chết người chứ? Ha 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 ha. Mười mấy người sau lưng thanh niên cười vang. Mạc Phong Hành tức giận trừng to mắt, một cánh tay chỉ vào thanh niên, cậu. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Thanh niên lười biếng cười đầy nghiền ngẫm, yên tâm, tôi dùng đức phục người, sẽ không tổn thương đến cháu gái của ông. Cô ta dám khiêu khích uy nghiêm của tôi quyết định mang cô ta về. Tự mình dạy dỗ 3 tháng sau tôi sẽ tự khắc thả người. Cái gì? Mạc Phong Hành vô cùng nóng nảy. Mạc Đình Đình vẫn là cô gái còn trinh, nếu bị kẻ này mang về 3 tháng. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không được. Mạc Phong Hành hét lớn một tiếng. Nụ cười trên mặt thanh niên lười biếng cứng lại, con người nhíu chặt tôi cho ông mặt mũi hả? Xử lý bọn họ, gã ta khoát tay áo, xoay người rời đi. Dạ, cậu. Một lão già cảnh giới đế trong đó gật đầu, bóng dáng nhanh chóng lướt qua. Đánh úp về phía Mạc Phong Hành và Diệp Bắc Minh. Ngay lúc thanh niên lười biếng vừa mới xoay người, phía sau truyền đến tiếng răng rắc trầm đục. Lão già ngu xuẩn, người dám đối nghịch với Phó Tiểu Long tôi còn chưa ra đời đâu. Tiếng trầm đục vừa rồi hẳn là tiếng lão già kia hóa thành thịt nát đúng không? Về phần cảnh giới động hư kia, e rằng bị dọa chết tươi rồi đi. Phó Tiểu Long thầm nghĩ. Đột nhiên, gã ta phát hiện thuộc hạ của mình ngơ ngác đứng tại chỗ. Phó Tiểu Long nhướng mày, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi! Cậu! Một thuộc hạ run rẩy chỉ ra sau lưng Phó Tiểu Long. Người đó trừng to mắt, hai chân run lẩy bẩy. Sau lưng! Phó Tiểu Long nhướng mày. Gã ta quay đầu nhìn theo bản năng, nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng lại. Miệng chậm rãi mở ra, rồi dần dần há to. Cuối cùng to đến mức có thể nhét nắm đấm vào. Anh, làm sao có thể? Phó Tiểu Long hít sâu một hơi. Cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt gã ta suýt chút nữa nổ tung. Mạc Phong Hành không chết, nhưng lão già cảnh giới đế của nhà họ Phó chết. Bị thanh niên cảnh giới động hư kia dùng một chân giẫm nổ đầu lâu, ngã rạp dưới chân anh. Máu tươi hỗn hợp óc phun trào, nhìn mà giật mình. Mạc Phong Hành cũng hoàn toàn mơ hồ. Ngay mới vừa rồi, lão già cảnh giới đế này xuất hiện trước người ông ta, chuẩn bị dùng một chưởng đập chết ông ta trong nháy mắt. Diệp Bắc Minh đột nhiên ra tay. Lập tức nắm lấy cổ tay của lão già, rồi dùng sức ném mạnh. Lão già cảnh giới đế quăng mạnh xuống đất như một con chó chết, sau đó một chân dứt khoát đạp xuống. Đầu của lão già cảnh giới đế này nổ tung ngay tại chỗ. Thực lực của chủ nhân lại kinh khủng đến như thế sao?
dù cảnh giới đế này có lẫn chút khinh thường bên trong. Nhưng giết chết cảnh giới đế chỉ trong vòng 2-3 chiêu, chuyện này có thể sao? Mạc Phong Hành nuốt nước bọt. Lúc này, Phó Tiểu Long chợt phản ứng lại, nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh, không cần biết anh là người nào, tôi cho anh một giây để quyết định. Lập tức bò đến dưới chân tôi như một con chó, quỳ cầu xin tôi. Thứ gì? Diệp Bắc Minh lướt đến, chỉ chớp mắt đã đứng trước người Phó Tiểu Long gồ. Lão già cảnh giới đế bên cạnh vô cùng sợ hãi, tốc độ quá nhanh. Dám ra tay với cậu ấy, muốn chết. Lão ta lập tức ra tay, một thanh trường kiếm màu đen ra khỏi vỏ. Chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Cổ tay anh khẽ chuyển động, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện. Một tiếng keng vang giòn. Va chạm trong khoảng cách gần, trường kiếm màu đen lập tức hóa thành bột phấn. Kiếm khí mạnh mẽ nghiền ép xuống, lão già cảnh giới đế hóa thành một đám xương máu ngay tại chỗ. Những người còn lại thấy thế thì sắc mặt biến đổi. Con người Phó Tiểu Long cũng co rụt lại, lực lượng thật kinh khủng. Tên này rốt cuộc là ai? Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ này, gã ta chợt cảm thấy yết hầu nghẹt thở. Hai chân rời khỏi mặt đất, bị Diệp Bắc Minh giơ lên cao. Phó Tiểu Long tức giận gào thét, tên kia, anh có tin trong vòng 3 giây, anh sẽ hối hận hay không, mau buông tôi ra. Sau đó quỳ trên mặt đất, cầu xin tôi cho anh ra đi thoải mái, đồng thời không kiếm chuyện với người nhà của anh. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh vô cùng lạnh lẽo, ồ, thật sao? Nói như vậy lai lịch của anh rất trâu bò sao? Phó Tiểu Long cười to giống như nổi điên, ha 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 ha, nào chỉ là trâu bò chứ. Sau khi anh biết thân phận của tôi, ngay cả cơ hội hối hận cũng không có đâu. Nhà họ Phó, tôi đây là người nhà họ Phó. Nhà họ Phó. Diệp Bắc Minh nhướng mày, nhà họ Phó rất khủng bố sao? Nào chỉ là kinh khủng, quả thực là vô cùng kinh khủng. Sau lưng anh truyền đến giọng nói run rẩy của Mạc Phong Hành. Anh nhìn lại, chỉ thấy cả người Mạc Phong Hành run lẩy bẩy, đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong đôi mắt già nua toàn là tơ máu, khuôn mặt nhăn nheo sợ đến mức sắp bật khóc. Trên mặt Diệp Bắc Minh tràn đầy vẻ khó hiểu, ồ, làm sao lại kinh khủng. Mạc Phong Hành gần như nằm dạp trên mặt đất, bọn họ là người phát ngôn của thần giới. Là một trong số rất ít những gia tộc có thể trực tiếp liên hệ với thần giới. Trong số những người trẻ tuổi thuộc top 30 của huyền bảng có 13 người là nhà họ Phó. Gần như chiếm cứ nửa giang sơn, đặc biệt là Phó Long Đình, chính là người đứng đầu huyền bảng. Phó Tiểu Long nhếch miệng cười một tiếng, Phó Long Đình chính là anh trai ruột của tôi. Cậu chính là Phó Tiểu Long tuyên bố muốn gây họa cho tất cả mỹ nữ huyền giới, Mạc Phong Hành trừng to mắt. Phó Tiểu Long điên cuồng cười, ha 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 ha, lão già, xem ra ông cũng biết tôi. Cháu gái của ông, nhất định tôi đây phải chơi. Không chỉ chơi, hơn nữa còn muốn để thuộc hạ của tôi cùng nhau chơi đùa. Nói rồi, gã ta liền nhìn Diệp Bắc Minh bằng vẻ mặt nghiền ngẫm, nhóc con, sợ không? Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, thật ngại quá, không có cảm giác gì. Cái gì, anh nói cái gì, Phó Tiểu Long biến sắc. Diệp Bắc Minh dùng lực vào cổ tay. Răng rắc một tiếng vang giòn. Cổ họng của Phó Tiểu Long nổ tung tại chỗ. Dứt khoát, lưu loát. Mãi cho đến chết trên mặt gã ta vẫn còn sót lại vẻ hoảng sợ và không dám tin. Đến chết gã cũng không thể ngờ được mình đã nói ra nhà họ Phó. Anh trai gã ta là Phó Long Đình xếp thứ nhất huyền bảng. Làm sao Diệp Bắc Minh còn dám giết gã ta? Cùng lúc đó, gào. Trong một sơn cốc tràn ngập khí thức trời đất, tiếng rồng gầm không ngừng quanh quẩn. Sâu trên bầu trời vang lên sấm chớp đùng đùng, những tia sét to bằng thùng nước không ngừng nện xuống. Bốn phía sơn cốc có hàng trăm hàng ngàn người đang đứng, mỗi người đều nhìn về phía sâu nhất trong sơn cốc với ánh mắt nghiêm nghị. Chỉ nhìn thấy, một thanh niên với mái tóc đen đang bay múa ồ. Độ kiếp, hơn nữa còn là lôi kiếp của cảnh giới đế tôn. Sau khi lôi kiếp kết thúc, chắc hẳn Đình Nhi sẽ có thể đột phá cảnh giới đế tôn đi. Một lão giả tóc trăng vuốt râu một lúc, trên mặt là nụ cười vô cùng hưng phấn. Ánh mắt người xung quanh cũng nóng như lửa, kích động nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong sơn cốc. Đình Nhi đã lợi hại hơn mấy lão giả chúng ta nhiều. Đúng vậy, sau này cậu ấy tiến vào thần giới, nhà họ Phó ta vươn lên chỉ ở trong tầm tay. Ha 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 han,
không hổ là Kỳ Lân tử nhà họ Phó chúng ta, người đứng thứ nhất huyền bảng, vô địch thiên hạ. Đám người nghị luận xôn xao, bỗng nhiên, âm ở mi. Từng con rồng sét hóa từ lôi kiếp nện mạnh lên trên người Phó Long Đình. Phụt! Phó Long Đình phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài. Lôi kiếp im bặt dừng lại. Chuyện này, thất bại rồi sao? Tất cả mọi người nhà họ Phó đều vô cùng sợ hãi, lập tức sải bước ra, tất cả đều xông vào trong sơn cốc. Đình, chuyện gì xảy ra vậy? Lão già tóc trắng quan tâm hỏi, vì hôm nay mà cậu đã bế quan 10 năm, làm sao lại thất bại? Phó Long Đình lau máu tươi ở khóe miệng một cái, trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy lệ khí cuồng bạo. Lúc đầu nhất định sẽ thành công, thế nhưng ngay vừa rồi trái tim của tôi đột nhiên đau nhức kịch liệt. Giống như có một người thân nhất đã rời xa tôi, khiến tôi phân tâm nên mới độ kiếp thất bại. Người thân nhất rời đi. Đám người sững sờ. Lão giả tóc trắng quay đầu nhìn thoáng qua đám người, bố mẹ của Phó Long Đình đều ở trong đó. Đột nhiên một tiếng răng rắc giòn giã vang lên. Mẹ Phó Long Đình đưa tay vào trong ngực, một khối huyết ngọc vỡ vụn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không, Tiểu Long. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Khuôn mặt già nua của lão giả tóc trắng vô cùng âm trầm. Ở huyền giới lại có người dám giết huyết mạch nhà họ Phó ư. Cho dù phải trả giá như thế nào cũng phải tìm ra được người này cho lão phu, cho dù là thế lực nào. Không cần bẩm báo, trực tiếp diệt tộc. A, chủ nhân, đừng mà. Mấy người còn lại nhìn thấy Phó Tiểu Long đầu một nơi thân một nẻo, lần lượt bị dọa đến mức tự vẫn tại chỗ. Mạc Phong Hành cũng ngây người ra, lần này gây ra họa lớn rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, giết thì cũng đã giết rồi, vẫn nên cứu cháu gái ông trước chứ. Đình Đình. Mạc Phong Hành kịp phản ứng, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Mạc Đình Đình. Thiếu nữ bị trói gô, còn bị nhét một cái khăn tay vào trong miệng. Mạc Phong Hành lấy khăn tay ra. Ông ta đang muốn cởi bỏ dây thừng, lại phát hiện đây là một cách buộc dây thừng rất đặc biệt. Cẩn thận nhìn lại, chuyện này. Mạc Phong Hành có chút khó khăn, cậu Diệp, chỉ sợ phải nhờ cậu một việc rồi. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Anh nhìn về phía Mạc Đình Đình nhìn lại, lúc này mới phát hiện Mạc Đình Đình bị trói lại bằng một cách rất đặc biệt. Dây thừng giao nhau tại ngực, xiết ra hai ngọn núi. Lại quấn quanh cái eo thon của thiếu nữ vài vòng, sau đó xuyên qua từ đằng sau và giữa hai đùi. Dây thừng căng cứng, Mạc Đình Đình bị trói thẳng tư thế hình chữ Z. Không nói đến việc trước sau lồi lõm. Thế mà nút buộc dây thừng lại ở vị trí dưới bụng năm tấc. Khó trách Mạc Phong Hành không ra tay. Cậu Diệp, làm phiền cậu, Mạc Phong Hành nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh sửng sốt, Mạc tiền bối, chuyện này. Mạc Phong Hành mỉm cười, cậu Diệp chỉ cứu người, không có ý gì khác. Đình Đình cũng sẽ không trách tội cậu. Nói xong, ông ta nhìn về phía Mạc Đình Đình. Gương mặt xinh đẹp của cô ta đỏ đến bên tai, sau khi nhìn Diệp Bắc Minh một chút thì yên lặng gật đầu. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ nói, được rồi. Dứt lời, anh liền đưa tay chạm vào nút thắt. Trong nháy mắt vừa chạm vào, Mạc Đình Đình thân thể mềm mại run lên, phảng phất có dòng điện trào lên. Cô ta kinh ngạc kêu lên một tiếng, dây thừng bắn ra ầm ầm. Thân thể mềm mại lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã xuống. Diệp Bắc Minh nâng Mạc Đình Đình lên, cô Mạc, cẩn thận. Mạc Đình Đình ôm chặt lấy cánh tay Diệp Bắc Minh, đôi chân dài không nhịn được run rẩy. Cô ta bám lấy cánh tay Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, xin lỗi. Tôi có thể ôm anh một lát như vậy được không? À, chân của tôi tê quái. Được. Diệp Bắc Minh tùy ý gật đầu, không suy nghĩ nhiều. Giọng nói của Mạc Phong Hành vang lên, chủ nhân, bây giờ cậu hãy theo tôi đến nhà họ Mạc. Chỉ cần cậu đến nhà họ Mạc nhìn thấy huyền bảng, cậu sẽ hiểu được tất cả. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, nơi này cách nhà họ Mạc bao xa? Mạc Phong Hành trả lời, từ nơi này đến nhà họ Mạc mất khoảng một ngày đi đường. Diệp Bắc Minh hỏi lại, từ nhà họ Mạc đến băng cực cung thì sao? Mạc Phong Hành không biết vì sao Diệp Bắc Minh lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời, từ nhà họ Mạc đến. Băng cực cung chắc phải mất hai ngày. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi có việc gấp phải đến băng cực cung một chuyến, thời gian không kịp. Ông nói địa chỉ nhà họ Mạc cho tôi đi. Tôi đến băng cực cung một chuyến trước. Sau đó lại đi nhà họ Mạc. Cũng được,
nếu như đã tìm ra chủ nhân, cũng không vội 2-3 ngày, Mạc Phong Hành gật đầu đồng ý, nói vị trí nhà họ Mạc cho Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhận lấy bản đồ ghi vị trí nhà họ Mạc, sau đó anh nhìn về phía Mạc Đình Đình. Cô Mạc, tôi phải đi rồi. Ặc, hả, được rồi. Mạc Đình Đình giật mình, lúc này mới kịp phản ứng. Cô ta có chút lưu luyến không rời buông cánh tay Diệp Bắc Minh ran. Đừng nhìn nữa, người ta đã đi xa rồi. Hả? Gương mặt xinh đẹp của Mạc Đình Đình ửng đỏ, giận dữ nhìn ông nội một cái, cháu nào có? Ha 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 ha, ánh mắt của cháu đã bán đứng cháu rồi. Mạc Phong Hành cười lắc đầu, nhìn lướt qua thi thể đầy. Đất, việc quan trọng nhất bây giờ là xử lý những thi thể này, ngàn vạn lần không thể để nhà họ Phó phát hiện ra. Khi Diệp Bắc Minh đi tới Sơn Môn Băng Cực Cung, lại bị hai nữ đệ tử ngăn lại. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi là bạn của thánh nữ của các cô, mời thông báo cho cô Thẩm một tiếng. Cứ nói có một người họ Diệp tìm cô tan. Hai nữ đệ tử nhìn nhau một cái, cong khóe miệng cười lạnh. Thánh nữ, tiện nhân kia cũng xứng làm thánh nữ ư? Diệp Bắc Minh nhướng mày, có ý gì? Một cô gái áo lam cười lạnh, có ý gì à, tiện nhân này đã trộm thánh vật của tông môn. Không chỉ như thế, còn cưỡng ép bắt thánh vật tông môn nhận cô ta làm chủi. Mấy vị trưởng lão bảo cô ta giao thánh vật ra, tiện nhân này cứ nhất quyết nói thánh vật là của cô ta. Bây giờ cô ta đã bị phế bỏ thân phận thánh nữ, buổi trưa hôm nay sẽ bị chém đầu răn dậy ở quảng trường. Diệp Bắc Minh biến sắc, cái gì? Một giây sau, anh lập tức hiểu ra. Lúc ở vùng đất Thiên Tuyệt, Thẩm Nại Tuyết lấy được một thần khí Ngọc Tiêu bị hỏng. Lúc ấy, Ngọc Tiêu hỏng đã chủ động nhận Thẩm Nại Tuyết làm chủ. Ngoài ra còn một thanh thần kiếm bị hỏng khác thì chủ động nhận Lê Mộng Ly làm chủ. Diệp Bắc Minh là một người thuận nước đẩy thuyền, liền không để Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cắn nuốt hai thần khí bị hỏng đó. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này? Nghĩ tới đây. Diệp Bắc Minh nhanh chóng hỏi, có phải thánh vật mà các cô nói là một cái ngọc tiêu hay không? Sắc mặt hai đệ tử băng cực cung hơi thay đổi một chút. Một giây sau, ánh mắt bọn họ đều âm trầm xuống, thế mà anh lại biết vật này. Xem ra anh là đồng bọn của tiện nhân Kiều. Có ai không, cũng bắt anh ta lại, giao cho các vị trưởng lão xử lý. Mười mấy người phụ nữ lạnh lùng rút kiếm đánh tới. Diệp Bắc Minh giẫm chân xuống một cái. Một con huyết long xông ra từ trong cơ thể ồ. Anh cũng không làm bọn họ bị thương, mà sau khi đánh bay tất cả mọi người ra ngoài liền vọt thẳng qua Sơn Môn Băng Cực Cung. Giờ phút này, trên quảng trường bên ngoài đại điện Băng Cực Cung. Trên một tế đàn được khắc từ băng, Thẩm Nại Tuyết bị xích sắt trói chặt lại. Bờ môi khô nứt, mái tóc dài đen nhánh tản ran dưới làn váy cung trang rách dưới, khắp nơi đều là vết máu. Biết người biết mặt không biết lòng. Bình thường giả bộ thanh thuần, không nghĩ tới sau lưng thế mà lại dám trộm thánh vật của tông môn. May mắn Lý trưởng lão phát hiện ra sớm, nếu không thánh vật tông môn đã thật sự bị tiện nhân này trộm đi rồi. Bên dưới tế đàn, mấy trăm ngàn nữ đệ tử nghị luận. Trên đàn cao trước tế đàn, một đám quản lý của băng cực cung đang ngồi. Yên lặng, một bà lão áo đen khẽ quát một tiếng, xung quanh lập tức an tĩnh lại. Thẩm Nại Tuyết, cô còn không khai sao? Rốt cuộc là cô đã trộm thánh vật tông môn như thế nào? Lại làm như thế nào để thánh vật tông môn nhận cô làm chủ nhân? Chỉ cần cô khai ra tất cả, chúng tôi sẽ nể mặt cô đã từng là thánh nữ của băng cực cung. Có thể nương tay với cô, chỉ phế bỏ võ công của cô đi, đồng thời sẽ để cô tiếp tục ở lại băng cực cung làm đệ tử tạp dịch. Nói là nương tay, trên thực tế lại không khác gì chết. Trên đài cao, một thiếu phụ mặc cung trang nhíu mày, Nại Tuyết, mau nói đi. Thẩm Nại Tuyết há to miệng, sư phụ, con, không hề, trộm. Hơn nữa đây không phải thánh vật của tông môn. Bà già áo đen lạnh lùng nói, cung chủ, đây không phải là lão thân không nể mặt bà đâu nha. Thiếu phụ mặc cung trang nhíu chặt mày lại, Nại Tuyết, con còn không nói sao. Trong đôi mắt toàn là vẻ thất vọng, tê. Hầm Nại Tuyết cắn đôi môi khô khốc một chút. Nếu như mình nói ra lai lịch của Ngọc Tiêu, chắc chắn sẽ liên quan đến chuyện xảy ra trong vùng đất Thiên Tuyệt. Mình đã đồng ý với anh Diệp sẽ giữ kín bí mật của vùng đất Thiên Tuyệt rồi. Nghĩ tới đây, Thẩm Nại Tuyết lắc đầu, sư phụ, con đã đồng ý với một người bạn là không thể nói rồi. Nhưng đồ nhi có thể thề, Ngọc Tiêu kia tuyệt đối không phải đồ của băng cực cung. Thề,
cô còn có danh dự để tin sao? Bà già áo đen võ bàn đứng dậy, trên khuôn mặt già nua hiện ra một vẻ dữ tợn, nếu chúng tôi đã cho cô cơ hội mà cô không biết nắm chắc, vậy cứ dựa theo quy củ mà làm đi. Tôi thấy cái ngọc tiêu này là do cô trộm được từ trong cấm địa của băng cực cung. Vật này là thần khí của tổ tiên băng cực cung ta, thế mà cô lại dùng máu của mình để làm bẩn nó. Còn để nó nhận cô làm chủ nhân, đơn giản đáng chết. Mụ ta hét lớn một tiếng, người đâu, chém đầu làm gương, chuẩn bị tế hồn. Một khi thần khí đã nhận chủ, chỉ có ba loại biện pháp mới có thể thay đổi chủ nhân. Thứ nhất, chủ nhân tử vong, qua khoảng 100 năm sau, thần khí sẽ nhận chủ một lần nữa. Thứ hai, chủ nhân chủ động giải trừ kết nối với thần khí, Thẩm Nại Tuyết sẽ không có khả năng đồng ý. Thứ ba, tế hồn, cũng là một loại biện pháp ác độc nhất. Lấy máu thần hồn của chủ nhân thần khí để tế thần khí, sẽ có thể hoàn toàn xóa ở liên hệ giữa chủ nhân và thần khí. Rõ. Hai người phụ nữ cường tráng ra tay áp giải Thẩm Nại Tuyết đến trước đoạn đầu đài. Chờ một chút. Thiếu phụ mặc cung trang chạy đến đoạn đầu đài, ngăn Thẩm Nại Tuyết lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía bà già áo đen, Lý Dĩnh trưởng lão, nhất định phải làm thế này sao? Bà già áo đen lạnh nhạt nhìn thiếu phụ cung trang một chút, cung chủ, nhiều ánh mắt đang nhìn kiểu. Chẳng lẽ bởi vì Thẩm Nại Tuyết là đệ tử của bà lại muốn làm việc tư trái luật chung sao? Băng cực cung đã có quy củ rõ ràng, người trộm thánh vật tông môn sẽ có kết cục gì, chắc hẳn là bà còn biết rõ hơn tôi đúng không? Cung chủ phải làm gương cho mọi người chứ? Ở xung quanh bà già áo đen, mấy người phụ nữ trung niên nhao nhao mở miệng. Trên mặt toàn là nụ cười lạnh và đùa cợt. Chỉ cần thiếu phụ cung trang dám ngăn cản trước mặt mọi người, bọn họ nhất định sẽ kiếm cớ kéo bà ta xuống khỏi vị trí cung chủ. Mấy người. Thiếu phụ cung trang cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Thẩm Nại Tuyết nhắm mắt lại, sư phụ, đồ nhi không sợ chết. Thiếu phụ cung trang đỏ cả mắt, Nại Tuyết, sao con phải làm như thế chứ? Sư phụ tin tưởng con, đây không phải là đồ của băng cực cung. Chỉ cần con nói rõ ràng là được mà. Thẩm Nại Tuyết không chút do dự lắc đầu, sư phụ, con thật sự không thể nói. Con ồ thiếu phụ cung trang sắp bị tức chết. Lúc này, bà già áo đen khẽ quát một tiếng, cung chủ, đã đến giờ rồi. Nếu cung chủ không đành lòng, vậy để lão thân tự mình hành hình đi. Bà già áo đen sải bước ra, đứng ở trước mặt thiếu phụ cung trang. Một khí thế cường đại nghiền ép đến. Lại có vẻ muốn áp bức cung chủ như bà ta. Giọng nói của thiếu phụ cung trang trầm xuống, Lý Dĩnh trưởng lão, bà hơi quá đáng rồi đấy. Bà già áo đen nhếch miệng cười một tiếng, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói ra, cung chủ, từ lúc bắt đầu lão thân đã biết vật này không phải là của băng cực cung rồi. Thiếu phụ cung trang sững sờ. Bà ta lập tức giận dữ, nếu bà đã biết, vì sao còn phải ép Nại Tuyết? Ha ha, bà già áo đen cười nghiền ngẫm, nếu tôi không ép cô a, sao cung chủ có thể ra tay được chứ? Hoàn Nhan Băng Phượng, vị trí cung chủ của bà vốn là của tôi. Nếu không phải cung chủ đời trước bị mù, làm sao lại truyền lại cho bà chứ? Bây giờ đương nhiên tôi phải lấy lại thứ vốn thuộc về mình rồi. Mụ ta trêu tức cười một tiếng, không bằng, chúng ta làm giao dịch đi. Thiếu phụ cung trang Hoàn Nhan Băng Phượng cười lạnh, giao dịch gì? Bà già áo đen cười một tiếng đầy ẩn ý, chỉ cần bà chủ động thoái vị nhường cho tôi cam đoan sẽ không giết Thẩm Nại Tuyết. Bà nằm mơ đi, sư phụ, đừng đồng ý với mụ ta, Thẩm Nại Tuyết quát khẽ. Hoàn Nhan Băng Phượng cắn chặt răng, bên trong đôi mắt toàn là lửa giận, Lý Dĩnh, bà không sợ sau này bản. Cung chủ tìm bà tính sổ sao? Trong 10 trưởng lão có 7 người ủng hộ tôi, sao bà không tính sổ với tôi đi? Bà già áo đen cười quái dị một tiếng, ha ha ha, bà cần vị trí cung chủ này của bài. Hay là, mạng sống của con gái bà đây. Nghe thấy vậy, thân thể mềm mại của Thẩm Nại Tuyết run lên, bà nói cái gì? Con gái cái gì, sư phụ, rốt cuộc mụ ta đang nói cái gì? Cả người Hoàn Nhan Băng Phượng cứng ngắc tại chỗ. Bà già áo đen làm bộ vỗ đầu một cái, ôi trời, xem trí nhớ của tôi này. Bà ta lập tức cất cao giọng, làm sao lão thân lại quên mất trước kia cung chủ đã vụng trộm sinh ra một đứa con gái chứ? Băng cực cung có quy củ, cung chủ nhất định phải băng thanh ngọc khiết. Nếu như mọi người biết Thẩm Nại Tuyết là con gái của bà,
sẽ cảm thấy thế nào đây? Nghe thấy lời này, sắc mặt Hoàn Nhan Băng Phượng trăng bệch. Cái gì? Thẩm Nại Tuyết là con gái của cung chủ. Lý trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy trăm ngàn đệ tử của băng cực cung hoàn toàn xôn xao. Thẩm Nại Tuyết nhìn thấy một màn này, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, mụ ta. Nói thật sao? Sư phụ, người là mẹ của con ư? Hoàn Nhan Băng Phượng cắn môi đến mức trắng bệch, máu tươi tràn ran. Bà già áo đen đè thấp giọng, cung chủ, việc đã đến nước này, bà vẫn nên thừa nhận đi. Chỉ cần bà thừa nhận, tôi sẽ tha cho Thẩm Nại Tuyết. Hoàn Nhan Băng Phượng nhìn Thẩm Nại Tuyết bằng ánh mắt phức tạp. Bà ta hít sâu một hơi, giống như đã đưa ra quyết định gì đó. Được. Bà ta quay mặt nhìn tất cả mọi người của băng cực cung. Là Hoàn Nhan Băng Phượng tôi đã lừa dối mọi người, Thẩm Nại Tuyết đúng là con gái ruột của tôi. Cái gì? Thẩm Nại Tuyết hoàn toàn ngây người. Xung quanh cũng hoàn toàn xôi trào. Chủ nhân của băng cực cung luôn luôn băng thanh ngọc khiết, sao bà có thể có con gái được? Tiện nhân, đê tiện bẩn thỉu. Cút xuống đi, giao vị trí cung chủ băng cực cung ra đây. Người phía dưới thi nhau mắng nhiếc, đủ từ ngữ khó nghe vang lên. Sắc mặt Hoàn Nhan Băng Phượng trắng bệch, là tôi phụ lòng mọi người, từ giờ trở đi Hoàn Nhan Băng Phượng tôi sẽ không còn là chủ nhân băng cực cung nữa. Bà già áo đen vô cùng mừng rỡ, hô hấp dồn dập quát, nếu đã như vậy, còn không giao lệnh bài cung chủ ra đây. Cho bà. Hoàn Nhan Băng Phượng khoát tay, ném lệnh bài chủ nhân băng cực cung qua. Ha 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 ha. Bà già áo đen đưa năm ngón tay ra bắt lấy, lệnh bài cung chủ, cuối cùng cũng đến tay tôi rồi. Hoàn Nhan Băng Phượng nhìn bà già áo đen, Lý trưởng lão, tôi đã nhường ra vị trí cung chủ rồi, mẹ con chúng tôi có thể đi được chưa? Đi. Bà già áo đen bật cười. Bà ta dùng âm thanh chỉ có trên đài có thể nghe được trào phúng, Hoàn Nhan Băng Phượng, bà đúng là ngây thơ. Bà cho rằng giao ra lệnh bài cung chủ, mẹ con hai người sẽ có thể sống nữa sao? Người đâu, bắt lấy hai mẹ con bẩn thỉu này cho bản cung chủ. Nếu như dám phản kháng, giết không tha. Rõ. 7-8 bóng người xông lên trên đài cao, lao về phía mẹ con Hoàn Nhan Băng Phượng và Thẩm Nại Tuyết. Chuyện này. Một người phụ nữ trung niên trên đài cao lo lắng, chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Hai trưởng lão bên cạnh bắt lấy cổ tay bà ta, lắc đầu, Hoàn Nhan Băng Phượng đã thất thế, nếu như lúc này chúng ta ra tay, chỉ sợ mình cũng sẽ bị thua thiệt. Người phụ nữ trung niên sững sờ, lại ngồi xuống. 7 vị trưởng lão đồng thời ra tay, Hoàn Nhan Băng Phượng căn bản không phải đối thủ. 10 hiệp qua đi, bà ta đã ngồi dưới đất thoi thóp. Lý Dĩnh, bà nói không giữ lời. Phụt, Thẩm Nại Tuyết bổ nhào qua, mẹ. Bà già áo đen tấm tắc lắc đầu, chậc chậc chậc, thật sự là tình cảm mẹ con thắm thiết. Muốn trách thì trách bà quá ngu, đúng rồi, tôi sẽ nói cho bà biết một chuyện. Năm đó bà luyện công tẩu hỏa nhập ma, là do tôi làm. Mụ ta cười nghiền ngẫm, sau khi bà tẩu hỏa nhập ma, cũng là tôi ném tên ăn mày kia vào trong phòng bà làm bẩn thân thể bài. Bà nói cái gì, Hoàn Nhan Băng Phượng tức giận đến mức run rẩy cả người. Phụt, vì quá giận dữ, bà ta lại phun ra một ngụm máu tươi. Bà già áo đen cười quái dị nói, ha 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 ha, ai bảo năm đó bà được cung chủ coi trọng như thế. Tôi vốn cho rằng sau khi lão già kia biết bà phá thân, nhất định sẽ không để bà làm cung chủ. Ai biết thế mà bà ta vẫn đẩy loại người rách dưới như bà lên. Thế nhưng thì tính sao chứ? Hôm nay, Lý Dĩnh tôi mới là người thắng cuối cùng. Sắc mặt bà già áo đen càng ngày càng điên cuồng. Mụ ta khế cong năm ngón tay lại, một thanh trường đao màu đen xuất hiện ở trong tay, đi từng bước một về phía mẹ con hai người. Từ trên cao nhìn xuống, mụ ta giơ trường đao lên, bây giờ hai người đã biết rõ tất cả, có thể yên tâm làm quỷ rồi. Dứt lời, mụ ta không chút do dự chém về phía đầu hai mẹ con. Hai người tuyệt vọng nhắm mắt lại, ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Một tiếng keng vang giòn, trường đao trong tay bà già áo đen không thể rơi xuống được nữa. Nếu tập trung nhìn vào, sẽ thấy một thanh niên đột nhiên xuất hiện trên đoạn đầu đài. Anh đu ói một cái tay ra nắm chặt lấy trường đao trong tay mụ tai. Cậu là ai? Bà già áo đen quát lạnh. Thẩm Nại Tuyết mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy người tới, thân thể mềm mại run lên.
trong đôi mắt đẹp cũng dâng lên hơi nước, cậu Diệp. Anh! Lại là anh! Sao lại là anh? Làm sao có thể là anh chứ? Thẩm Nại Tuyết cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy. Không cần biết cậu là ai, xen vào việc của người khác thì hãy chết đi cho bà đây, bà già áo đen đột nhiên bộc phát. Một lực lượng cường đại ập vào trường đao, chuẩn bị chặt đứt năm ngón tay của Diệp Bắc Minh. Anh lạnh lùng cười một tiếng, lắc cổ tay. Keng một tiếng vang giòn. Trường đao gãy thành hai đoạn. Bàn tay cầm đao gãy đấm ra một quyền. Âm! Mặt đất sụp đổ. Bà già áo đen phun ra mười mấy ngụm máu tươi, ngã mạnh xuống nền quảng trường giống như chó chết. Lý trưởng lão. Đám trưởng lão còn lại hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn một màn này. Diệp Bắc Minh lười nhác nhìn bà già áo đen thêm một cái nào nữa, lập tức bước đến trước mặt Thẩm Nại Tuyết. Anh Diệp, anh! Thẩm Nại Tuyết rất kích động. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đừng nói gì cả. Anh khoát tay, hai viên đan dược xuất hiện trong tay. Ăn đi! Hoàn Nhan Băng Phượng trừng to mắt, chín đan văn, đan dược đế phẩm. Cậu có quan hệ gì với con gái tôi? Sao lại giúp chúng tôi như vậy? Nói rồi, bà ta nhìn về phía Thẩm Nại Tuyết. Khuôn mặt Thẩm Nại Tuyết đỏ lên. Hoàn Nhan Băng Phượng lập tức hiểu ra, chẳng lẽ con không chịu nói lai lịch của Ngọc Tiêu là bởi vì cậu ta? Thẩm Nại Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Bắc Minh cũng không nghĩ tới Thẩm Nại Tuyết tình nguyện chết cũng không tiết lộ bí mật của anh. Vừa rồi ở trong chỗ tối, Diệp Bắc Minh đã tận mắt nhìn thấy tất cả. Bởi vì có tháp càn khôn trấn ngục, những người khác không nghe thấy cuộc đối thoại đó. Anh và Băng Phách lại có thể nghe thấy không sót một chữ nào. Cho dù Băng Phách không nhờ vả, cách làm của Thẩm Nại Tuyết cũng đủ để anh ra tay giúp đỡ. Đột nhiên, âm ầm, toàn bộ tế đàn run lẩy bẩy, mặt đất cũng chấn động theo. Mặt đất dưới chân lập tức sáng lên mấy trăm phù văn. Một trận pháp màu lam sáng lên, màn ánh sáng lớn bao phủ toàn bộ tế đàn. Nguy rồi! Hoàn Nhan Băng Phượng mặt xám như cho, băng cực đại trận. Ha 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 ha! Bà già áo đen đứng lên, điên cuồng gầm thét, bà đây chẳng cần biết cậu là ai, trăm ngàn năm nay chưa ai có thể phá được băng cực đại trận. Nhóc con, cậu thích xen vào việc của người khác lắm đúng không? Nhiều nhất là 15 phút, cậu sẽ cảm nhận được rét lạnh thấu xương. Máu thịt, thần kinh, thậm chí là mỗi một tấc xương cốt của cậu, cuối cùng đều sẽ hóa thành hàn băng vô tận. Chết đi cho bà đây. Luồng khí lạnh cuồn cuộn phả vào mặt. Diệp Bắc Minh cảm giác máu trong người mình như đông lại, không nhịn được lạnh run. Bên ngoài cơ thể Hoàng Nhan Băng Phương và Thẩm Nại Tuyết ngưng tụ ra một tầng xương giá. Quần áo trên người bỗng chốc biến thành băng, vừa chạm là nát. Cậu Diệp. Thật lòng xin lỗi, môi Thẩm Nại Tuyết lạnh đến mức chuyển sang màu tím. Mặt Diệp Bắc Minh lạnh băng, tiểu tháp, ra tay phá trận pháp này đi. Đợi một lát, bỗng nhiên, trong đầu Diệp Bắc Minh vang lên giọng nói của Băng Phách, nhóc ơi, làm theo lời tôi nói này. Mắt Diệp Bắc Minh sáng ngời, được. Dưới sự chỉ huy của Băng Phách, Diệp Bắc Minh cắt ngang lòng bàn tay, dùng máu tươi làm mực. Anh vẽ một mạch mười mấy đường phù văn rồi chỉ vào nơi nào đó, hàng triệu năm qua không ai phá nổi sao. Để tôi phá cho xem. Rầm. Chỉ với một chỉ tay, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Băng cực đại trận vốn không gì phá nổi bỗng xuất hiện một lỗ thủng. Rồi từ lỗ thủng ấy, những vết rách lan ra bốn phương tám hướng như mặt kính vỡ. Rầm, băng cực đại trận nổ tung. Hai mẹ con Hoàn Nhan Băng Phương đã bị đông lạnh thành băng từ lâu. Ngay khi băng cực đại trận vỡ nát thì hai người cũng lập tức khôi phục lại. Tất cả quần áo trên người đều hóa thành bột tuyết rơi suốt nền đất. Á! Hai mẹ con hét lên. Diệp Bắc Minh từ từ bước lên, lấy đâu ra hai cái áo khoác quăng cho bọn họ, mau mặc vào đi. Bà lão mặc áo bào đen nhe răng cười cứng ngắc, tràn đầy sự khó tin, không thể nào có chuyện đó. Hàng triệu năm qua không một ai có thể phá băng cực đại trận. Sao cậu có thể phá nó được chứ? Ánh mắt Diệp Bắc Minh sắc lạnh, ồn ào quá. Rồi anh tung một chưởng qua. Gầm gừ. Tiếng rông ngâm vang lên, một con huyết long giáng xuống. Bà lão mặc áo bào đen kia chết ngay tại chỗ. Cảnh ấy khiến mọi người ở băng cực cung kinh hãi. Chỉ có bảy tên trưởng lão ủng hộ bà lão mặc áo bào đen kia biến sắc. Một người phụ nữ trung niên căm tức nhìn Hoàn Nhan Băng Phương nói, thằng nhóc này là do các người đưa đến hả?
cậu ta đã giết Lý trưởng lão ngay trước mặt bàn dân thiên hạ đấy. Nếu để yên việc này, chẳng phải sau này băng cực cung sẽ hỗn loạn hay sao? Đúng lúc này, một giọng nữ lạnh như băng vang lên, băng cực cung loạn hay không, bà nói là được à? Ai đang nói đó, người vừa lên tiếng nhướng mày tức tối. Ẩm, một luồng lực lượng băng cực ngưng tụ, hóa thành một ảo ảnh của một cô gái. Ngay khi nhìn thấy cô gái kia, cả băng cực cung sôi trào. Đây là Lão Tổ Băng Phách ư? Lão Tổ Băng Phách Hiển Linh sao? Cả hiện trường xôn xao. Cô là Lão Tổ Băng Phách ư? Đồng tử người phụ nữ trung niên co lại, không thể nào. Băng Phách không thèm nói nhiều, chỉ nâng tay tung trưởng về phía đồng bọn bảy người của người phụ nữ trung niên kia. Phụt, 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 phụt. Bảy người nổ tung. Chỉ còn lại giọng nói vô tình rét lạnh như băng vang vọng. Sau này còn ai dám mơ tưởng tới cái ghế chủ băng cực cung thì đây là kết cục. Am, rồi ảo ảnh băng phách biến mất. Tuân lệnh lão tổ ị. Hàng trăm nghìn đệ tử quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên, trong đầu Diệp Bắc Minh vang lên một giọng nói, nhóc Diệp này, tôi muốn tâm sự với hai mẹ con họ. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu, đi đến chỗ Hoàn Nhan Băng Phượng và Thẩm Nại Tuyết. Anh tường thuật lại tình hình của băng phách. Hai người kinh hãi trừng mắt, cái gì? Lão tổ băng phách chưa chết sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu nói, tìm một chỗ vắng vẻ rồi nói. Được, mời cậu Diệp theo tôi. Hoàn Nhan Băng Phượng vội vàng đứng dậy, bất chấp trên người mình bấy giờ chỉ khoác một chiếc áo. Bà ta dẫn Diệp Bắc Minh vào phòng ngủ của mình. Một lát sau, hai mẹ con họ thay quần áo chỉnh tề xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Lúc này, anh mới phát hiện, Thẩm Nại Tuyết lớn lên rất giống với Hoàn Nhan Băng Phượng. Một người thì cao ngạo lạnh lùng, một người thì uy nghiêm quyền lực. Dù có gương mặt tương tự nhau nhưng lại có khí chất khác biệt hoàn toàn. Cậu Diệp, vừa rồi con gái đã giới thiệu cho tôi thân phận của cậu rồi. Hoàn Nhan Băng Phượng nhìn thẳng vào Diệp Bắc Minh, cảm ơn cậu Diệp đã ra tay cứu giúp, nếu không hôm nay hai mẹ con chúng tôi chắc chắn phải chết rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu đáp, tôi cũng chỉ được người ta nhờ vả thôi, có cảm ơn thì cảm ơn lão tổ băng phách của các người đi. Dứt lời, một luồng lực lượng băng cực lại ngưng tụ. Hư ảnh của băng phách được ngưng tụ, hiện lên trước mặt bọn họ. Kính chào lão tổ ạ. Hai mẹ con họ kích động quỳ xuống đất, lão tổ, người. Có phải là người thật không? Chẳng phải người đến thần giới rồi sao? Sao lại rảnh rỗi về đây thế ạ? Giọng băng phách vô cùng bình tĩnh, chuyện bổn tọa trải qua rất phức tạp, các người không cần biết. Bây giờ bổn tọa có cơ hội hồi sinh nhưng cần sự giúp đỡ của cô. Cô ta đăm chiêu nhìn vào Thẩm Nại Tuyết. Hả, tôi sao? Thẩm Nại Tuyết chỉ vào bản thân, vẻ mặt đầy hoang mang. Băng phách gật đầu nói, đúng thế, cô có cơ thể hàn sát bẩm sinh. Chỉ cần cô đồng ý thì thần hồn của bổn tọa có thể tạm thời nương náu trong cơ thể của cô. Cái gì? Hoàn Nhan Băng Phượng biến sắc, lão tổ, ý của người là muốn dùng chung một cơ thể với Nại Tuyết sao? Băng phách đáp, đúng thế. Diệp Bắc Minh nhíu mày, Thẩm Nại Tuyết sững sờ. Hoàn Nhan Băng Phượng nuốt một ngụm nước miếng nói, lão tổ, nếu đúng là vậy, chẳng phải con gái tôi phải chết sao? Nói dễ nghe là dùng chung một cơ thể. Nói khó nghe thì là đoạt xá. Bỗng nhiên, giọng Diệp Bắc Minh vang lên, băng phách, tôi sẽ không cho cô làm vậy. Thẩm Nại Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, trong mắt thoáng hiện lên sự mừng rỡ. Băng phách quay đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh, hỏi, nhóc Diệp, lẽ nào cậu không muốn cứu sư tỷ của mình à? Diệp Bắc Minh hừ đáp, tôi sẽ cứu sư tỷ của mình nhưng không phải dùng sự hy sinh của cô Thẩm làm điều kiện tiên quyết. Cậu Diệp, tôi. Đôi mắt Thẩm Nại Tuyết long lanh thoáng phủ hơi nước. Ha ha ha. Băng phách cười khẩy nói, Diệp Bắc Minh, cậu còn đào hoa lắm nhỉ? Phụ nữ bên cạnh cậu còn ít à? Lẽ nào cậu vừa ý cô ta? Mặt Thẩm Nại Tuyết đỏ ửng, vội cúi đầu xuống. Diệp Bắc Minh bình thản đáp, cô nghĩ nhiều rồi, cô Thẩm là người không tệ. Cô Thẩm còn dùng tính mạng của mình để giúp tôi giữ bí mật, dù có tình cảm hay không thì tôi cũng sẽ không để cô đoạt xá cô Thẩm. Băng phách nhướng mày hỏi tiếp, cậu không sợ tôi mạnh tay à? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt đáp trả, cô cứ thử xem. Ha ha ha. Băng phách ngửa mặt lên trời cười to, Diệp Bắc Minh, quả nhiên tôi không nhìn nhầm người.
Cậu yên tâm đi, bổn tọa chỉ tạm thời để thần hồn của mình tĩnh dưỡng trong cơ thể cô ta thôi. Chỉ cần thời cơ đến thì thần hồn của bổn tọa ắt sẽ rời khỏi cơ thể của cô ta. Hơn nữa, bình thường cơ thể hàn sát không thể sống quá 100 tuổi. Thần hồn của tôi vào trong cơ thể cô ta chẳng những có thể giúp cô ta vượt qua tình thế nguy hiểm mà còn giúp cô ta phát triển con đường võ đạo của mình hơn nữa. Cái gì, sống không quá 100 tuổi, Hoàn Nhan Băng Phượng sửng sốt. Thẩm Nại Tuyết đứng như trời trồng, không dám tin vào tai mình. Băng Phách cười khẩy nói, bổn tọa không cần lừa các người. Thằng nhóc này biết y thuật, các người bảo cậu ta kiểm tra một lần là biết. Diệp Bắc Minh nhíu mày, bước đến chỗ Thẩm Nại Tuyết. Anh đưa tay lên đặt lên cổ tay cô ta. Mạch máu rất vững vàng nhưng mơ hồ có một luồng khí lạnh bắt đầu luân chuyển trong mạch máu. Băng Phách cười khẽ hỏi lại, cảm giác được chứ? Nếu tôi đoán không sai, vào lúc cô vận côn thì đan điền sẽ bỗng nhiên cảm thấy rét lạnh nhỉ? Thẩm Nại Tuyết sửng sốt, sao người biết được? Băng Phách đáp, đây là biểu hiện của cơ thể hàn sát, nếu cô không muốn tới 100 tuổi liền chết. Thì chỉ còn cách lựa chọn tạm thời dùng chung một cơ thể với bổn tọa ồ. Thẩm Nại Tuyết cắn bờ môi đỏ mọng, cậu Diệp, lời cô ta là thật sao? Đúng vậy. Diệp Bắc Minh không đành lòng gạt cô ta, đành gật đầu. Quả thật trong Hoàng đế nội kinh có ghi chép về cơ thể hàn sát. Đúng là không thể sống quá 100 tuổi. Cơ thể mềm mại của Thẩm Nại Tuyết run lên, hơi do dự đôi lát. Rồi cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên, lão tổ, tôi đồng ý dùng chung một cơ thể với người. Rất tốt. Băng Phách hài lòng gật đầu, rồi nhìn sang Hoàn Nhan Băng Phượng, cô có thể ra ngoài được rồi. Con ơi! Hoàn Nhan Băng Phượng luyến tiếc không thôi. Hai mẹ con họ vừa mới nhận nhau, vậy mà con gái mình đã gặp phải biến cố như vậy. Bà ta không thể chấp nhận được điều ấy. Thẩm Nại Tuyết mỉm cười bảo, mẹ ơi, con không sao. Sau khi Hoàn Nhan Băng Phượng rời đi, giọng Băng Phách nghiêm lại, nhóc Diệp, bây giờ dùng lực tinh thần lớn nhất của cậu mở ra nghĩa địa hỗn độn. Thần hồn của tôi phải ra rồi. Được rồi, để tôi thử, ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Anh hít một hơi thật sâu. Sau đó, bốn phía xung quanh tối đen, một luồng khí tức hỗn độn bùng nổ trong cơ thể anh. Thẩm Nại Tuyết mở to mắt. Chỉ thấy bên trong hỗn độn bỗng từ từ xuất hiện một nghĩa trang cổ kính. Trong khi nghĩa địa hỗn độn mở ra, ở một nơi nào đó trong sơn cốc. Một đám người tu võ giáng trần rồi tìm kiếm một hồi. Một người đàn ông trung niên chạy tới, quỳ gối dưới chân một người thanh niên, cậu chủ, tìm được rồi ạ. Ở ngay phía trước, Phó Long Đình nâng tay nắm chặt một mảnh binh khí, đi. Bọn họ đi tới trước vài trăm mét, đi sâu vào nơi sâu nhất sơn cốc. Tuy rằng nơi đây đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng cẩn thận đến mấy rồi cũng sẽ có sai sót. Người đàn ông trung niên cúi đầu, chỉ vào một hướng, mảnh binh khí này được tìm thấy ở ngay đây, nó thuộc về nhà. Họ phó chúng ta. Hơn nữa, nơi này có dấu vết của trận pháp. E rằng có người đã thiết lập một trận pháp ở đây rồi. Sợ rằng bọn cậu chủ nhỏ đã bị người mai phục ở đây. Mặt Phó Long Đình lạnh băng, khóe mắt run liên tục, không một kẻ nào từng dính máu tươi của nhà họ Phó trên ai mà còn có thể toàn mạng. Anh ta dậm chân, quát to, thời gian tái hiện. Cảnh khiến người khiếp sợ xuất hiện. Trong cơ thể Phó Long Đình bùng lên một luồng sáng đỏ thấm. Vô số phù văn tề tụ bốn phía xung quanh anh ta rồi ngưng tụ thành một hư ảnh. Một ông lão, một người thanh niên và một cô gái hiện lên. Mặc Phong Hành sao, người đàn ông trung niên sửng sốt. Phó Long Đình nhíu mày, nhà họ Mặc trên huyền bảng à. Người đàn ông trung niên gật đầu đáp, người này chính là Mặc Phong Hành, người đứng đầu nhà họ Mặc, còn cô gái kia chính là cháu gái của ông ta, Mặc Đình Đình. Còn về người thanh niên kia thì chưa từng gặp mặt. Mặc kệ là ai thì cũng chỉ có một kết cục, Phó Long Đình hừng hực khí thế. Mái tóc đen dài tung bay theo gió, sát khí ngùn ngụt ngút trời. Tay anh ta nắm chặt, nháy mắt ba bóng người kia tan biến. Đi thôi, đến nhà họ Mặc. Thẩm Nại Tuyết mở mắt, lông mi khẽ rung động, nhóc Diệp, cảm ơn. Ấy vẫn là giọng của Thẩm Nại Tuyết. Nhưng giọng điệu là của Băng Phách. Diệp Bắc Minh hỏi, cô thành công rồi à? Băng Phách nhẹ nhàng gật đầu. Hai bọn tôi đã giao ước với nhau, phần lớn thời gian vẫn do cô ta khống chế cơ thể này. Nếu như tôi cần thì đến lượt tôi khống chế. Lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, nghĩ đến điều gì đó.
Lúc trước, Tôn Thiến bị tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng chiếm cơ thể cũng xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, trong nghĩa địa hỗn độn, bia mộ đại diện cho băng phách đã trở nên ảm đạm không chút ánh sáng. Trên bia mộ xuất hiện những vết rạn nứt, một cơn gió thổi qua. Thoáng chốc bia mộ đã hóa thành bột mịn trôi theo làn gió. Tiểu tháp, cô ta sẽ không trở về nữa à? Giọng tháp càn khôn chấn ngục vang lên đáp lời, bia mộ hỗn độn đã biến mất, cô ta không còn cơ hội trở về nữa. Tương ứng, bây giờ cô ta chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu thất bại thì thân hồn cũng sẽ biến mất. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Bia mộ đại diện cho băng phách đã trở nên ảm đạm không chút ánh sáng. Trên bia mộ xuất hiện những vết rạn nứt, một cơn gió thổi qua. Thoáng chốc bia mộ đã hóa thành bột mịn trôi theo làn gió. Tiểu tháp, cô ta sẽ không trở về nữa à? Giọng tháp càn khôn chấn ngục vang lên đáp lời, bia mộ hỗn độn đã biến mất, cô ta không còn cơ hội trở về nữa. Tương ứng, bây giờ cô ta chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu thất bại thì thân hồn cũng sẽ biến mất. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Anh liếc mắt nhìn băng phách. Cô ta chắc chắn đã biết việc này nhưng vẫn lựa chọn con đường ấy. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tìm băng phách Long Tủy. Băng phách chậm rãi đứng dậy. Sau khi bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Hoàn Nhan Băng Phượng đang đứng canh ngoài cửa. Sau khi bà ta biết được tình hình của Thẩm Nại Tuyết thì thoáng thở phào. Băng phách dặn dò vài câu rồi dẫn theo Diệp Bắc Minh đi thẳng đến cấm địa của băng cực cung. Vài bà lão đứng canh giữ cửa vào cấm địa đã sớm biết được chuyện xảy ra trong cung. Khi thấy băng phách đi tới, bọn họ đều quỳ xuống, kính chào lão tổ. Băng phách nhìn thoáng qua bọn họ một lượt, các người canh giữ ở đây, không có sự cho phép của tôi thì không cho phép bất cứ ai tiến vào cấm địa nửa bước. Anh liếc mắt nhìn băng phách. Cô ta chắc chắn đã biết việc này nhưng vẫn lựa chọn con đường ấy. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tìm băng phách Long Tủy. Băng phách chậm rãi đứng dậy. Sau khi bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Hoàn Nhan Băng Phượng đang đứng canh ngoài cửa. Sau khi bà ta biết được tình hình của Thẩm Nại Tuyết thì thoáng thở phào. Băng phách dặn dò vài câu rồi dẫn theo Diệp Bắc Minh đi thẳng đến cấm địa của băng cực cung. Vài bà lão đứng canh giữ cửa vào cấm địa đã sớm biết được chuyện xảy ra trong cung. Khi thấy băng phách đi tới, bọn họ đều quỳ xuống, kính chào lão tổ. Băng phách nhìn thoáng qua bọn họ một lượt, các người canh giữ ở đây. Không có sự cho phép của tôi thì không cho phép bất cứ ai tiến vào cấm địa nửa bước. Vâng ạ. Mấy bà lão đứng dậy, khó hiểu nhìn băng phách. Băng phách biết suy nghĩ của bọn họ, bèn bước tới một vách tường băng được tạc từ huyền băng 10 vạn năm. Cô ta đưa tay lên chỉ vào vài điểm, vẽ vài đường phù văn. Tiếng nổ vang lên, vách tường nổ tung tạo ra một lỗ hổng. Sắc mặt bọn họ hơi thay đổi. Ngoài mấy người bọn họ ra thì cho dù là Hoàn Nhan Băng Phượng hay Lý Dĩnh cũng không biết cách mở cấm địa như thế nào. Thẩm Nại Tuyết lại càng không thể biết được. Chỉ có một khả năng lão tổ băng phách quả thật đã trở lại. Nghĩ đến đây, mấy bà lão đó lại càng thêm cung kính. Diệp Bắc Minh đi theo sau băng phách tiến vào trong cấm địa, một luồng khí tức vô cùng lạnh lão ập tới. Luồng khí lạnh ấy thẩm thấu vào tận xương cốt, khí vừa thở ra đã đông thành tuyết. Diệp Bắc Minh không nhìn được lạnh run, tiểu tháp, nhiệt độ nơi này thấp cỡ nào thế? Tháp Càn Khôn chấn ngục đáp, dựa theo cách nói của người hiện đại các cậu thì hẳn là còn thấp hơn độ không tuyệt đối. Ôi vãi! Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Đi dọc theo con đường xây đắp bằng huyền băng chục nghìn năm, băng phách mở một mạch mười mấy trận pháp. Cuối cùng họ cũng đã bước sâu vào bên trong cấm địa của băng cực cung. Gầm gừ! Vừa mới đến! Phía trước đã vọng tới tiếng rồng ngâm yếu ớt. Băng phách nhanh chóng tiến lên, Diệp Bắc Minh theo sát đằng sau. Bọn họ bước vào một hang động. Trong hang động, một con băng long to mấy trăm trượng bị nhốt trong một trận pháp khổng lồ. Ngay khi thấy Diệp Bắc Minh và băng phách xuất hiện, băng long vốn đang ngủ say bỗng mở mắt, là cô. Là cô nhốt tôi ở đây suốt 10 triệu năm. Vậy mà cô còn dám trở về. Băng phách hừ nói, 10 triệu năm trước. Bổn tọa có thể chế ngự ông thì 10 triệu năm sau băng long ông vẫn không thể vùng dậy đâu. Dứt lời, băng phách cắn đầu ngón tay. Ngón tay cô ta vẽ hơn 10 đường phù văn trong không trung. Nháy mắt một đường huyết chú đã thành hình. Cô định làm gì đó, băng long biến sắc, băng phách lười giải thích. Dưới sự chỉ huy của cô ta, huyết chú bay ra rồi chạm vào người băng long. Tôi nguyền rủa cô. Băng long gầm gừ không cam lòng.
mí mắt không nhịn được rủ xuống. Một lúc sau, tiếng ngáy vang lên như sấm. Băng Phách thấy thế nói, thả sư tỷ của cậu ra đi. Diệp Bắc Minh thoáng nghĩ, đưa Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ ra khỏi nghĩa địa hỗn độn. Hai người họ nhắm mắt như đang say giấc nồng. Diệp Bắc Minh hít một hơi thật sâu, nhờ cô. Nhưng mà... Anh nhíu mày, nhìn vào con băng long đang ngủ say kia, cô có chắc là không có vấn đề gì không? Băng Phách cười kiêu ngạo nói, yên tâm đi, tất cả đều nằm trong sự khống chế của tôi. Huyết chú này sẽ khiến băng long ngủ sau 3 ngày 3 đêm, chúng ta chỉ cần lấy ra một phần long tủy thì có thể giữ được cơ thể của hai sư tỷ của cậu. Cô ta không hề do dự phong ấn trận pháp nhốt băng long. Cô ta bước lên, đứng sau lưng băng long. Vung tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay khi cô ta chuẩn bị đâm kiếm vào người băng long. Gầm gửi. Một tiếng rồng ngâm rung trời lệch đất bỗng vang lên, băng long bỗng tỉnh giấc, nhân loại bẩn thỉu kia, khinh 10. Triệu năm qua tôi không chút tiến bộ hay sao? Chỉ dựa vào huyết chú của cô mà cũng dám khống chế bổn tọa à? Ông không ngủ sao? Trên mặt băng phách thoáng hiện lên sự khiếp sợ. Cút, băng long rít gào, cơ thể khổng lồ vặn vẹo. Băng phách bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Cô ta cuống cuồng, chạy tới chỗ trận pháp. Định bụng mở trận pháp ra lần nữa để phong ấn băng long. Đúng lúc này, một cái đuôi rồng mạnh bạo vung tới, đập mạnh lên người băng phách. Phụt, băng phách phun ra một ngụm máu tươi. Băng long nhân cơ hội ấy lao ra, móng vuốt khổng lồ đập xuống đất nặng nề. Đùng đùng, trận pháp vỡ nát. Dưới ánh mắt hoảng sợ của băng phách, đôi mắt băng long lóe tia sáng đỏ thẫm, cô chết được rồi đó. Long chảo giơ cao rồi hùng dũng giáng xuống người băng phách. Vút, bỗng nhiên, một tia sáng đỏ thẫm lóe qua. Dưới ánh mắt kinh hoàng của băng long, long chảo kia đã bị chặt đứt. Vết cắt sắc lạm gọn gàng, máu tươi tuôn trào như thác. Á, danh con, mày dám. Vẻ mặt băng long vô cùng dữ tợn, nó điên cuồng rít gào, không biết tự lượng sức mình. Nó đổi mục tiêu tấn công vào Diệp Bắc Minh. Anh cười khẩy đáp, rốt cuộc là ai không biết tự lượng sức mình đây? Kiếm càn khôn chấn ngục xuất chiến. Phụt, tất cả yên lặng, thời gian như dừng lại. Ngay sau đó, bùm, đầu băng long giáng mạnh xuống đất. Máu tươi tuôn trào như thác chảy, chốc lát đã lấp đầy cả hang động. Một cảm giác nóng bức ập tới, Diệp Bắc Minh bất giác thở dốc. Băng phách thấy long huyết chảy đầy chợt biến sắc, nguy rồi. Băng long trời sinh tính tà dâm, máu tươi của nó là thuốc kích dục mạnh nhất thế giới. Cô nói gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Ngay sau đó, đầu óc anh choáng váng, đôi mắt đỏ ngầu. Một luồng xúc động nguyên thủy dâng lên đại não. Băng phách cũng cảm thấy cơ thể mình nóng bức, đôi mắt mê mang nhìn về phía Diệp Bắc Minh, nhóc Diệp. Cậu lại đây đi, không, cậu đừng lại đây. Diệp Bắc Minh lại bỏ qua băng phách. Anh đi tới chỗ hai vị sư tỷ. Nhìn thấy cảnh ấy, băng phách mở to mắt. Tuy rằng cơ thể này không phải của cô ta. Nhưng khi thấy Diệp Bắc Minh bị long huyết ảnh hưởng đi đến chỗ người con gái khác trước. Hơn nữa vẫn còn là hai người thực vật, lòng cô ta không khỏi sinh ra một cảm giác thất bại. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã đi đến chỗ hai vị sư tỷ. Đôi mắt anh đỏ ngầu, cúi đầu nhìn xuống. Ngay khi anh đưa tay vươn tới chỗ hai người họ, sâu trong ánh mắt Diệp Bắc Minh thoáng hiện lên sự đấu tranh, không được, dù thế nào đi nữa cũng không thể ra tay với sư tỷ. Diệp Bắc Minh dùng chút lý trí cuối cùng của mình. Phụt! Anh căn đầu lưỡi. Máu tươi ngập khoang miệng, nháy mắt giúp anh tỉnh táo lại. Diệp Bắc Minh quan sát xung quanh rồi sửng sốt hỏi, tiểu tháp, xảy ra chuyện gì thế? Hai người họ tâm linh tương thông. Giọng tháp càn khôn chấn ngục vang lên, nhóc ơi, cậu có thể khôi phục lý trí khỏi sự ảnh hưởng của long huyết. Xem ra cậu quả thật không muốn làm tổn thương sư tỷ của mình. Ông ta vừa dứt lời. Một cơ thể mềm mại chạy tới. Cơ thể mềm nhĩ nhào vào lòng ngực Diệp Bắc Minh. Anh cúi đầu nhìn xuống, đó đúng là Thẩm Nại Tuyết. Lúc này, đôi mắt cô ta mơ màng mê đắm. Hô hấp dồn dập, gương mặt đỏ bừng, tứ chỉ ôm chặt lấy Diệp Bắc Minh. Cơ thể mềm mại nhẹ run. Cũng chẳng biết bây giờ ai điều khiển cơ thể ấy. Diệp Bắc Minh biến sắc, nguy rồi, cô ta bị long huyết ảnh hưởng. Sau đó... Diệp Bắc Minh quả quyết lấy ngân châm ra. Phụt! Chúng đâm vào cơ thể của Thẩm Nại Tuyết nhưng lại chẳng có gì khác biệt.
Tiểu Tháp, chuyện gì thế này? Tháp Càn Khôn chấn ngục đáp, quỷ môn thập tam châm của cậu có thể giải kỳ độc trong thiên hạ, nhưng cậu đã quên rằng. Bây giờ trong hang động này đều là long huyết, cho dù cậu giải độc được. Thì long huyết cũng sẽ tiến vào cơ thể cô ta trong nháy mắt, nếu cậu muốn cứu cô ta thì phải triệt tiêu tất cả mọi sự ảnh hưởng của long huyết. Diệp Bắc Minh bừng tỉnh, ý của ông là dùng máu đầu lưỡi của tôi sao? Nhóc thông minh lắm. Tháp Càn Khôn chấn ngục trả lời một cách khẳng định. Diệp Bắc Minh sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống Thẩm Nại Tuyết, cô Thẩm, đắc tội rồi. Nói xong, anh cúi đầu hôn Thẩm Nại Tuyết. Máu đầu lưỡi thông qua môi hai người họ chảy vào cơ thể Thẩm Nại Tuyết. Diệp Bắc Minh, cậu dám. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.